Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc cúi đầu nhìn viên minh châu dường như đang dâng lên từ dưới lòng đất kia. Nó sáng tỏ như trăng, thoạt nhìn như là gần trong gang tấc vậy, mà dùng tinh thần lực để dò xét thì lại thấy xa không tài nào mà với tới. Ấy mà lại có thể cảm nhận được rõ rệt nguồn năng lượng tích trữ vô cùng dồi dào ở trong đó. Quả nhiên giống như là một loại bảo vật có uy lực khó có thể tưởng tượng được. Mặt trăng này trông hệt như đang mọc lên từ dưới lòng đất vậy. Bảo sao bọn họ không nghi ngờ rằng đó là mặt trăng, mà năng lượng chất chứa bên trong nó quá khủng khiếp. Nguồn năng lượng lớn như vậy lại tích chứa trong một viên minh châu, khó trách xưa nay không ai phát giác được điểm dị thường này. Sắc mặt của Trung Nhạc càng thêm cổ quái, hắn thầm nghĩ. Đại khái theo suy đoán của đám cường giả yêu tộc ở các đời thì không có kẻ nào dỗi hơi tới mức bày ra sát trận với phong cấm to lớn và phức tạp như vậy chỉ để bảo vệ cho một cái truyền tống trận chỉ truyền tống được một người. Tất nhiên là nếu như không có người rảnh rỗi như vậy. Ở trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa buồn bã nói. Chỉ sợ mấy vạn năm nữa thôi, cửu trọng sát trận và phong cấm mà ta để lại sẽ bị dỡ bỏ. Lúc bấy giờ, cô Hồng Tử đột nhiên đứng dậy cười nói. Các vị, ta từng lật dở sách cổ, phát hiện ra một chuyện hết sức thú vị. Đó chính là khi viên minh châu này xuất hiện thì cũng là lúc phong cấm nơi này yếu nhất, cũng là thời gian phá cấm dễ dàng nhất rồi. Hôm nay mời không bằng ngẫu ngộ, không biết các cao thủ kiếm môn có gan cùng cường giả yêu tộc ta đấu trong phong cấm này luận thắng thua sinh tử hay không. Quân Tư Tà biến sắc cúi đầu nhìn. Đúng như lời cô Hồng Tử nói, viên minh châu kia càng dâng cao, lực phong cấm do đồ đàng văn bốn phía tạo nên cũng dần dần yếu đi. Mặc dù đã yếu đi nhưng uy năng của nó vẫn rất khủng khiếp, đủ để tiêu diệt tất cả bọn họ. Phong Vô Kỵ và Lôi Hồng cũng biến sắc mặt, hiển nhiên lời đề nghị của cô Hồng Tử là điều mà bọn họ không ngờ được. Chiến đấu trong phong cấm, kẻ có thực lực mạnh nhất chưa chắc đã là kẻ cười tới phút cuối cùng. Phương Kiếm Các thì lại có vẻ thản nhiên nói, có thể chiến một trận, chỉ cần giết sạch bọn chúng là không ai có thể ngăn cản chúng ta giết Lưu Hoàng đào chủ và Cẩm Tú đào chủ nữa rồi. Đồ nít danh to mồm quá đấy. Trên vách núi thứ ba vang lên tiếng hừ lạnh. Trung Nhạc nhìn theo tiếng thì thấy Lưu Hoàng đào chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đào chủ Tú Thiên Thần đang ngồi ở đó, được đám cường giả yêu tộc vần quanh bảo vệ hai thủ lĩnh. Hai kẻ này nghe thấy lời của Phương Kiếm Các thì có phần khó chịu. Chúng cho tới bây giờ thương thế vẫn chưa lành, lần ở thần thủ lĩnh ấy đã khiến cho cả hai bị thương rất nặng. Đường xá xa xôi lại gặp phải đám cường giả Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ đuổi giết, đã bị thương nặng lại càng bị thương nặng hơn, gần như là suýt mất mạng dưới tay của bốn vị cao thủ kiếm môn này. Từ Đại Hoang tới Cô Hà Thành chỉ quãng đường mấy vạn dặm, ấy vậy mà bọn họ phải mất tới hơn 2 tháng mới trốn được tới nơi này. Đây đúng là điều nhục nhã không thể chịu nổi đối với hai tên này. Cô Hồng Tử bước xuống vách núi, đi thẳng vào trong phong cấm sát trận mà Tân Hòa đã để lại. Hắn mỉm cười nói, Phương Sư Huynh nói rất đúng, nếu các ngươi giết bọn ta rồi, quả thật Cô Hà Thành này không còn cao thủ có thể ngăn cản được bốn vị nữa đâu. Y vừa bước vào phong cấm sát trận thì không khí lập tức trở nên dữ dội. Từng tòa sát trận khởi động, ánh lửa bay lên hóa thành trận thế đồ đằng văn khổng lồ. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, từng con viêm long bay ra từ trong trận thế đồ đằng nhào tới cô Hồng Tử. Tuy viêm long bị khí lạnh của mặt trăng làm cho suy yếu, uy lực giảm mạnh, không còn khủng bố như trước nữa, nhưng chỉ cần bất cẩn là sẽ bị viêm long phân thây ngay. Cô Hồng Tử bước đi
thân hình liên tục di chuyển né tránh đám viêm long. Tốc độ của y rất nhanh, chỉ vài bước đã vượt trường không, tránh được sự đuổi giết của đám viêm long. Y cười nói: "Có vị sư huynh kiếm môn nào lên chỉ giáo đây?" "Được, để ta." Phương Kiếm Các nhấc chân bước vào trong phong cấm sát trận, đi tới vách núi thứ 6. Lúc này viêm long giữa không trung càng lúc càng nhiều, uốn lượn ở khắp nơi đuổi theo Phương Kiếm Các. Phương Kiếm Các cất bước đi trong tiếng rồng ngâm liên hồi. Tất cả viêm long giữa không trung bay lên, móng vuốt đan sen như tạo nên một lồng giam cực lớn bao vây hắn lại dưới long thân. 9 con viêm long với thân hình trắng kiện và dài tới cả dặm cúi đầu phóng lửa. Lửa hừng hực cháy, nhìn từ xa hệt như một cái lồng bằng lửa to lớn. Ngọn lửa ép xuống dưới dường như muốn luyện hóa vị cao thủ này. Cảnh tượng này khiến người ta phải khiếp sợ. Đám cường giả yêu tộc đang đứng xem đều sợ hãi, cho rằng nếu mình mà vào trong đó thì chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi luôn. Đây mới chỉ là lúc uy năng của phong cấm sát trận bị mặt trăng áp chế. Nếu mà ở lúc toàn bộ uy lực của sát trận khai hỏa, e rằng cả cường giả cấp thủ lĩnh cũng phải ngã xuống. Bỗng dưng bên trong cái lồng kia phóng ra kiếm khí hoa mỹ. Ngay cả 9 con rồng đưa vút xuống, kiếm quang đã đâm phá cái lồng vút kia. Còn bên trong thì kiếm quang bay múa quấy nát đại hỏa. Còn Phương Kiếm Các thì sắp thoát khỏi sự vây nhốt của 9 con rồng. Mà lúc này cô Hồng Tử cất tiếng cười vang, rồi dùng tốc độ nhanh tới khó có thể tin được vọt tới phía Phương Kiếm Các. Quanh thân của y là các loại đồ đằng văn, sau lưng lại xuất hiện một tôn yêu thần với 4 cánh và đầu chim, vỗ cánh rồi chụp xuống Phương Kiếm Các đang bị 9 con rồng chụp xuống. Đúng lúc này trong cái lồng kia truyền ra tiếng chấn động dữ dội, rồng ngâm xả tiếu. Phía sau Phương Kiếm Các, một vị kim thần cao tới hơn 10 trượng hiện ra, toàn thân bao phủ trong hào quang sáng chói. Đôi tai có đeo 2 con bạch xà, chân bước trên 2 con ác long, ngồi đó chống đỡ yêu thần. Ánh lửa hừng hực cháy giữa không trung, dường như muốn đốt cháy cả không khí vậy. Ác long dưới chân vị kim thần kia xê dịch, vô cùng hung ác tấn công. Bạch xà đeo trên tai kiếm môn thần nhún nhảy, mở cái miệng to cắn tới yêu thần. Cùng lúc đó, Phương Kiếm Các và cô Hồng Tử va chạm, kiếm khí hoành không, mà cô Hồng Tử hóa thành mình người đầu chim, đôi cánh xoạt một tiếng xòe ra, ánh lên ánh sáng xanh muốt. Hóa ra mỗi một chiếc lông chim kia là một đạo kiếm khí. Cánh chim phóng tới phía trước, kiếm quang rào rào khiến người ta không kịp nhìn, hoàn toàn không rõ lúc đó là có bao nhiêu kiếm. Thành chủ cô Hồng Tử cũng đã ra tay rồi, chúng ta cũng không nhàn rỗi làm gì nữa cả. Lãng Thanh Vân với dáng người khôi ngô, mặc chiếc áo lông kiểu đen, đột nhiên vươn tay. Một chiếc chùy lớn với đầu chùy tròn xe như quả bí đỏ xuất hiện trong tay của gã. Gã bước nhanh ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Ai tới chỉ giáo?" Phong Vô Kỵ tay cầm ô trắng cất bước đi ra cười nói: "Để ta." Tên Quý Thanh Sơn cũng đột ngột tung người nhảy ra khỏi vách núi, cười vang rồi nói: "Vậy ai tới làm đối thủ của ta đây?" Lôi Hồng với Lôi Đình quanh quẩn xung quanh cũng bước nhanh ra: "Được, để ta xử ngươi." Quân Tư Tà nhìn hai nữ tử yêu tộc trên vách núi, mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi: "Hai vị sư tỷ, hai người cùng lên đấu với tiểu muội luôn hay là sao?" Liên Tâm ăn mặc kín đáo bật cười nói: "Quân sư tỷ à, ngươi chỉ có một mình mà bọn ta lại có hai, đương nhiên là hai người bọn ta phải hợp sức mà hầu hạ quân sư tỷ rồi." Xích Luyện Nữ ăn mặc cửa hang kia, thân hình chưa động mà cái cổ của ả đột nhiên dài ra, chỉ giây lát sau đã dài tới vài dặm, đầu hóa thành cái đầu rắn to như quả núi, toàn thân bị vảy rắn phủ kín đỏ như lửa. Ả thò đầu cắn tới Quân Tư Tà cười nói: "Quân sư tỷ, chúng ta đều là đàn bà con gái, tất nhiên chẳng cần phải mạo hiểm chui vào trong phong cấm này quyết đấu làm gì. Thích đánh thì cứ đánh ở vách núi này, hai đánh một, sư tỷ hãy hưởng thụ cho tốt vào." Quân Tư Tà biến sắc mặt, đột ngột di chuyển đi vài dặm, từ vách núi nhảy vào trong phong cấm sắp trận, tránh đi con rắn Xích Luyện. Nếu đứng quyết đấu trên vách núi thì sẽ bị hai ả yêu nữ này vây công, nên cô ta quyết định nhanh chóng xả thân tiến vào trong phong cấm sắp trận, tránh bị hai ả yêu nữ vây công. Liên Tâm cũng di chuyển theo sau, bấm tay bắn ra hoa sen màu hồng đẹp đẽ, xoay tròn liên tục tiếp cận Quân Tư Tà. Hoa sen chuyển động bắn kiếm khí ra bốn phía tấn công Quân Tư Tà. Mà Xích Luyện Nữ thì đứng trên vách núi,
Cổ của ả càng lúc càng dài, đầu ả càng lúc càng to, không ngừng cắn tới Quân Tư Tả. Quân Tư Tả quần áo tung bay, điểm chân lướt đi, một chiếc đàn cầm rất lớn quay xung quanh người nàng. Tiếng đàn tình tang, mỗi một tiếng vang lên là lại có một đạo kiếm khí bắn ra. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, ngăn cản thế vây công của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ. Ba nữ tử, trong đó có hai ả yêu quái, đánh nhau tới khó mà phân thắng bại. Mà lúc này, trong không gian nơi này, Viêm Long xuất hiện càng nhiều, long thân khổng lồ bay qua bay lại, đánh giết đám người. Chỉ những ai đứng xem trên vách núi mới coi như là an toàn. Đối mặt với sự tấn công của Viêm Long, cho dù là bốn cao thủ kiếm môn hay cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và mấy cường giả bên yêu tộc kia đều phải dốc hết sức lực mà ứng phó mới có thể bảo vệ tính mạng. Đám người đứng trên vách núi, cho dù là Lưu Hoàng đạo chủ, Cẩm Tú đạo chủ hay cường giả yêu tộc đều xem tới hoa mắt chóng mặt. Chín cường giả đang giao đấu kia tuổi tuy không lớn, nhưng cho dù là thần thông quan tưởng hay kiếm khí thì đều cực kỳ chuẩn xác, cực kỳ đáng sợ, sức mạnh mạnh tới mức như đánh đâu phá đó vậy. Những cường giả này quyết đấu như vậy sẽ không ai chú ý tới ta, là cơ hội tốt nhất để ta xuống tầng dưới cùng. Trung Nhạc tuy cũng muốn ở lại xem, nhưng cho dù họ quyết đấu có hay tới mấy thì cũng không quan trọng bằng việc hắn hiểu được linh, trở thành luyện khí sĩ, nên hắn lặng lẽ lui ra sau. Đám luyện khí sĩ yêu tộc khác đều đang mải mê xem cường giả quyết chiến, không ai chú ý tới hắn. Tân Hóa, chúng ta phải làm sao mới vào được truyền tống đại trận đây? Trung Nhạc hỏi. Ta sai rồi, thật sự quá sai rồi. Lẽ ra ta phải biết truyền tống trận mở thông đạo tới mặt trăng sẽ khiến hàn khí của mặt trăng xâm nhập, quấy nhiễu trận pháp của ta. Ở trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ vẫn còn đang ai oán. Ta sai rồi, thật quá sai rồi. Tân Hóa, ngọn lửa nhỏ lên dây cót tinh thần nhưng vẫn có phần uể oải. Rồi mấy vạn năm nữa thôi, đám người đó sẽ phá được đại trận của ta. Thôi được rồi, dù sao dùng lần này thì truyền tống đại trận cũng không còn tác dụng gì nữa cả. Để chúng mất mấy vạn năm đi phá trận cũng được. Người nghe chỉ dẫn của ta, chúng ta xuống tầng đáy của truyền tống trận. Trung Nhạc nhìn vào sắt trận đầy Viêm Long kia, chỉ cảm thấy hoảng hồn. Hắn chớp mắt nói. Tân Hóa, lần này ngươi phải đáng tin cậy một chút đấy, không thể sơ suất gì được đâu. Tất nhiên rồi, ngọn lửa nhỏ cười nói. Trước này có bao giờ mà ta không đáng tin cậy đâu cơ chứ. Mà ta làm gì thì ngươi cứ yên tâm đi. Thiếu niên thần tộc Phục Khí, hãy dũng cảm nhảy xuống nào. Trung Nhạc cắn răng thả người nhảy xuống vách núi. Tân Hóa, ta cấm ngươi tạo ra sai lầm gì đấy. Ngọn lửa nhỏ suy tư. Hình như ta quên cái gì đó rồi. Là cái gì ấy nhỉ? Ta lừa ngươi mà, xem ngươi sợ hãi chưa kìa. Hình như trong đại trận có bóng người vừa vượt qua thì phải. Lúc bấy giờ, Cẩm Tú đạo chủ Tú Thiên Thần đang chú ý trận quyết chiến trong phong cấm sát trận, đột nhiên sắc mặt thay đổi, dường như mơ hồ nhìn thấy một bóng người xông qua một tòa sắt trận rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tú Thiên Sư huynh, có chuyện gì vậy? Liêu Hoàng đạo chủ Yên Vân Sinh vội vàng hỏi. À, không có gì đâu, có lẽ là do ta bị thương nặng quá, hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy ảo giác thôi. Tú Thiên Thần cười lắc đầu nói. Sao có thể, có kẻ nào lợi hại tới mức ra vào phong cấm sắt trận như trốn không người được chứ? Nhất định là ta... Y bỗng ngạc nhiên thốt lên một tiếng, dường như lại thấy bóng người kia. Y vội vàng dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, lại thấy bóng người kia đã biến mất rồi. Nếu thật sự có người vào sắt trận thì Viêm Long sẽ xuất hiện nhiều thêm, mà giờ số lượng Viêm Long không tăng lên, chứng tỏ không ai tiến vào sắt trận cả. Vị thủ lĩnh yêu tộc này lòng bất an. Hơn nữa cũng chẳng có ai có thể hành động thoải mái trong phong cấm sắt trận này. Thương thế của ta quả nhiên là nặng quá rồi, cứ xuất hiện ảo giác mãi như vậy. Trời ơi, ta lại thấy bóng người kia. Ảo giác à, chắc chắn là ảo giác rồi. Trung Nhạc xuyên qua hơn 100 tòa sát trận, cuối cùng cũng đi qua phong cấm sát trận tầng thứ 8, bước vào tầng thứ 9. Trận pháp tầng thứ 9 này là trận pháp không gian do ta bố trí ra. Tân Hỏa dương dương đắc ý nói. Trận pháp mà kích hoạt
là 108 tòa trận pháp không gian liên tục vận chuyển, thay đổi, làm cho người nào mà bước vào vĩnh viễn không thể thoát ra được khỏi không gian này. Đừng mong mà đi ra, cũng đừng hòng mà quay về, chỉ có thể chết đói hoặc chết già ở đây thôi. Không chỉ như vậy, ta trong mỗi một trận pháp còn bày ra 3 sát trận. 3 sát trận này mà bị kích hoạt thì thủ lĩnh cũng sẽ bị giết ngay. Ồ, thật kỳ lạ. Trung Nhạc nghe vậy thì căng thẳng vội hỏi, lại sao vậy? Tân Hỏa nhảy ra khỏi thức hải của Trung Nhạc, đi tới bờ vai của hắn, quan sát thật kỹ rồi lẩm bẩm nói, không phải 108 tòa trận pháp hay sao? Sao lại thừa ra một tòa, biến thành 109 tòa như vậy? Chẳng lẽ năm đó ta không chú ý bố trí thêm một tòa trận pháp nữa hay sao? Nghe vậy, sắc mặt Trung Nhạc có phần khó coi. Tân Hỏa, ngươi có thể đáng tin cậy một chút được hay không? Bố trí thêm một tòa trận pháp nữa hay không mà ngươi cũng không nhớ sao? Hẳn là lúc ấy ta đắc chí quá nên không cẩn thận bày ra thêm một trận pháp nữa rồi. Ngọn lửa nhỏ này mày ủ mặt trao đứng trên vai Trung Nhạc liền nói, giờ có một vấn đề lớn rồi đây. Ta vốn dùng 108 tòa trận pháp không gian tạo nên tòa phong cấm này là để lại một đường sống à? Giờ có thêm một tòa trận pháp này, đường sống ấy coi như hỏng rồi. Trung Nhạc nhíu mày, nói cách khác đây là một tòa tử trận sao? Sau khi vào rồi chắc chắn phải chết sao? Ngọn lửa nhỏ gật đầu. Trung Nhạc hít sâu một hơi rồi hỏi, vậy còn cách nào đi qua hay không? Thì chỉ có phá trận, phá đi tòa phong cấm này. Tân Hỏa ngẫm nghĩ đáp, phá trận không khó, nhưng phá trận xong thì tất cả phong cấm nơi này sẽ bị sụp đổ. Ta bày ra 9 tầng phong ấn là các tầng chồng chất lên nhau, cũng như nhà lầu vậy. Nếu dỡ từ trên xuống thì mỗi một tầng đều khó phá, cần phải phá từng tầng một. Nếu là phá từ dưới lên thì chỉ cần phá tầng cuối cùng thôi, lầu sẽ sụp. Các đại cường giả yêu tộc tới đây xông tới tầng thứ 8, thế nhưng bọn họ không hề phá phong cấm mà chỉ mở một con đường an toàn xuyên qua nơi đây. Còn biện pháp của Tân Hỏa là phá hoàn toàn 9 tầng phong cấm. Trung Nhạc suy tư nói, nếu tất cả phong cấm đều bị phá, chẳng phải đám cường giả ở đây cũng có thể tiến vào truyền tống hay sao? Tân Hỏa lắc đầu, muốn truyền tống thì phải tiêu hao nguồn năng lượng cực kỳ lớn, hỏa lực trong núi lửa sẽ bị rút sạch, nham thạch ngàn dặm trong lòng đất sẽ nguội lạnh. Cho dù không phá 9 tầng phong cấm, ngay khi người bước vào truyền tống trận thì năng lượng trong núi lửa sẽ bị hút khô thôi, phong cấm cũng mất đi tác dụng. Trung Nhạc gật đầu hỏi, vậy phải phá như thế nào? Đơn giản, ngươi làm theo lời ta đi. Tân Hỏa nói, ở sau thác nham thạch này có giấu một bình ngọc, ngươi lấy bình ngọc ra. Trung Nhạc tiến lên, dùng tinh thần lực hóa thành long chảo, thò vào sau dòng thác nham thạch, tìm kiếm một lúc lâu, quả nhiên lấy ra được một chiếc bình ngọc. Bình này cao hơn trượng, không biết là do loại ngọc nào làm nên, trên có vẽ hoa văn lưu tinh. Trung Nhạc vừa lấy nó ra, còn chưa kịp ngắm thì choang một tiếng, bình ngọc vỡ nát, rơi đầy trên nền đất. Bình ngọc này chính là bảo vật của thần. Tiếc rằng chịu tái sự hoạt động của trận pháp không biết bao nhiêu vạn năm, nên lúc ngươi vừa lấy ra nó liền vỡ nát đi. Tân Hỏa cười nói, phong cấm tầng thứ 9 sẽ tự động hỏng. Thiếu niên thần tộc Phục Hy, hãy chuẩn bị nhảy vào truyền tống đại trận, ngươi sắp được lên cung trăng rồi. Trung Nhạc ngẩn ra thất thanh nói, sao, bình ngọc này chính là mắt trận ư? Ngươi để mắt trận ngay sau thác nham thạch kia sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ người ta dễ dàng phá được phong cấm thứ 9 sao? Hắn còn chưa nói xong thì 109 tòa không gian trận pháp ầm ầm sụp đổ. Không gian phía trước Trung Nhạc méo mó như lốc xoáy, từng cái biến mất. Mắt trận của phong cấm tầng thứ 9 cũng chính là mắt trận của tất cả phong cấm. Có ai ngờ ta sẽ để mắt trận ở sau thác nước nham thạch kia đâu? Tân Hỏa đắc chí vô cùng, mặc kệ đám cường giả kia có xông được tới đây hay không thì cũng đều nhào vào trong phong cấm tầng 9, chứ nào có nghĩ rằng mắt trận phá phong cấm lại ở ngay bên cạnh. Trung Nhạc phóng xuống dưới, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trên đỉnh đầu. Phong cấm tầng thứ 8 bắt đầu sụp xuống, núi lửa càng lúc càng hoạt động mạnh, không khí vốn trong lành lập tức trở nên vô cùng nóng. Phong cấm này vốn rút đi năng lượng của núi lửa để duy trì sự vận chuyển của phong cấm, mà lúc này
phong cấm bắt đầu tan rã, nên năng lượng của núi lửa đã được tích tụ lại. Đám cường giả yêu tộc vốn đang xem trận chiến trong phong cấm tầng 8 bỗng cảm thấy đất rung núi chuyển, cả đám đều đổi sắc mặt, mà lại thấy Viêm Long đang bay đi lượn lại tàn sát trong sát trận đột nhiên biến mất, không còn chút dấu vết nào. Mà đồ đằng văn, đồ đằng trận hiện lên giữa không trung và trong dòng nham thạch nóng chảy cũng không ngừng tan rã rồi biến mất. Có kẻ hô to: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trên những chiếc trụ dung nham to lớn, đồ đằng văn cũng bắt đầu biến mất, vách núi rầm rầm sụp đổ, nham thạch nóng cháy từ trên giáng xuống, không khí nóng kinh hồn. Đám người Cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ đang giao thủ cũng cảm nhận được áp lực của phong cấm đại trận đã biến mất, đều vội dừng tay lại, nhìn xuống dưới, sắc mặt khẽ biến. "Phong cấm nơi này tự động tan rã sao?" Cô Hồng Tử như nghĩ tới cái gì đó, lập tức hú lên một tiếng, hiện ra nguyên hình là một con chim đen rất lớn, vỗ cánh giơ lên những trận cuồng phong phóng xuống phía dưới. "Kho báu của thần, kho báu của thần!" Đám người Quý Thanh Sơn, Lãng Thanh Vân cũng tỉnh ngộ, lập tức dứt bỏ đám người Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng, theo sát Cô Hồng Tử phóng xuống bên dưới. Vào lúc này, đám cường giả yêu tộc đều sôi trào, tất cả đại yêu đều nhảy xuống. Ngay cả Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần cũng không ngoại lệ, thừa dịp loạn mà phóng vào trong lòng núi lửa. Đây chính là kho báu của thần, vì cái kho báu này yêu tộc đã hy sinh rất nhiều, trải qua bao nhiêu vạn năm, tốn bao nhiêu công sức, hy sinh rất nhiều cường giả, rất nhiều kẻ tài trí thông thiên đã vắt hết óc ra, bỏ bao công sức để giải phong cấm. Mà nay phong cấm khủng bố ở nơi này tự biến mất, chẳng phải là kho báu của thần đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt bọn họ hay sao? "Phong sư huynh!" Quân Tư Tà đè dây đàn, nhìn Phong Vô Kỵ với ý dò hỏi. Phong Vô Kỵ chần chừ, nghiêng đầu nhìn Lôi Hồng và Phương Kiếm Các nói: "Hai vị sư huynh thấy sao?" Phương Kiếm Các lên tiếng: "Chờ bọn chúng ở miệng núi lửa, ra kẻ nào giết kẻ đó. Phụ Sơn, chúng ta đi nào." "Hay, ý hay." Lôi Hồng mắt sáng rực cười nói: "Chỉ cần chiếm lĩnh miệng núi lửa, bọn chúng đừng mơ mà chạy ra ngoài được." Bốn người lập tức phóng lên cao, bay ra ngoài núi lửa. Mà vào lúc này, Trung Nhạc đã đi vào trong truyền tống đại trận. Tòa đại trận này được tạo nên từ những tấm bia đá quây thành vòng tròn, vòng lớn bao bọc vòng nhỏ, tính ra có khoảng mấy trăm vòng. Mà ở vòng tròn trung tâm, mặt đất như biến thành một tấm gương sáng, chiếu rọi ra một vầng trăng gần trong gang tấc nhưng cũng xa không thể với tới. Mặt kính này có chu vi 3 thước, hoàn toàn đủ để cho một người đứng ở trên đó. Trung Nhạc lưng đeo lưu nhận nhảy vào trong nói: "Tân Hóa, truyền tống đại trận này mất bao lâu mới đưa ta lên được mặt trăng đấy?" "Ơ?" Bỗng Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào hắn đã rời khỏi lòng núi lửa, xuất hiện trước một cung điện hoang vắng. Chỗ hắn đang đứng là một tòa truyền tống trận bằng cự thạch, còn khổng lồ hơn cả tòa truyền tống trận ở trong núi lửa kia. Trung Nhạc nhìn xuống dưới, chỉ thấy một ngôi sao xanh biếc lơ lửng ở trước mặt. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng một nửa tinh cầu kia, trông thật lộng lẫy. Ta tới mặt trăng rồi sao?" Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về tòa cung điện kia, chỉ thấy có một tấm biển với hai chữ Nguyệt Cung. "Nguyệt Cung ngư?" Trung Nhạc nghi ngờ hỏi: "Tòa Nguyệt Cung này là của ai vậy?" Thì lúc trước có thần nữ cư ngụ ở đây, nhưng trước khi ta ngủ say, thần nữ đã chết già rồi, chỉ để lại tòa cung điện này." Tân Hỏa đứng trên bờ vai của hắn nói: "Đừng đi xa tòa cung điện này 3 dặm, xung quanh cung điện có không khí, nhưng ngoài 3 dặm thì không. Ra đó ngươi sẽ chết ngạt ngay. Giờ ngươi còn chưa đạt tới trình độ tự mở không khí ngao du bầu trời. Ở đây ngươi có thể thoải mái cảm ứng Nguyệt Linh, chắc chắn có thể đạt được Nguyệt Linh mạnh nhất rồi. À mà không đúng." Ngọn lửa nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hoàng mà nhìn bốn phía, thất thanh nói: "Mặt trăng này, không đúng rồi, mặt trăng bị trộm rồi, chỉ còn vỏ ngoài." Trong núi lửa, đám cường giả yêu tộc như Cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân đều ngơ ngác nhìn bộ truyền tống trận kia. Lúc này, núi lửa đã khôi phục. Trong chớp mắt ấy, đám cường giả yêu tộc cảm nhận được một lực hút vô cùng khủng khiếp, rút sạch toàn bộ năng lượng trong vòng 1000 dặm của núi lửa. Mà đại trận kia vừa chuyển động,
đã đốt hết nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy. Kho báu của thần viễn cổ tự bay đi sao? Trên dưới trăm vị cường giả thất hồn lạc phách, có người đột nhiên cười ha ha, cười tới mắt đổ máu, cười còn khó nghe hơn cả khóc. Yêu tộc ta mất bao nhiêu năm khiến bao nhiêu cường giả chết đi, không ngờ, không ngờ lại là công dã tràng, công dã tràng. Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ cũng mặt mày sa sầm, tay chân run rẩy, dường như chẳng biết làm sao, bởi bọn họ không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Vì kho báu này, yêu tộc đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, vô số nhân vật hùng mạnh dùng cả đời, thậm chí cả tính mạng đều chỉ vì tòa kho báu này. Ấy vậy mà, không ngờ kho báu ấy lại tự mình bay đi. Một luồng không khí buồn bã lan tràn ra khắp trong yêu tộc. Không ai ngờ tình hình này lại xuất hiện. Công sức của vô số đời yêu tộc đã biến thành công dã tràng. Hình như ta vừa nhìn thấy một bóng người nhảy vào trong trận cự thạch kia. Cẩm Tú đạo chủ Tú Thiên Thần híp mắt lại nói: thương thế của ta quả nhiên đã quá nặng rồi, ảo giác liên hồi, phải mau mau chữa thương thôi. Bỗng có một cường giả kêu lên: không xong rồi, bốn cái tên kiếm môn kia đã phong tỏa miệng núi lửa rồi. Xông ra, mau xông ra. Đám cường giả yêu tộc hóa bi phẫn làm sức mạnh, giận dữ hết lên. Vào lúc này, trên mặt trăng, Trung Nhạc đầu óc hỗn loạn, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, thất thanh la lên: sao, ngươi bảo cái gì? Mặt trăng bị người ta đánh cắp sao? Ai có thể đánh cắp được mặt trăng đây? Tân Hỏa nhảy khỏi bờ vai Trung Nhạc, lơ lửng giữa không trung, bay tới bay lui, vô cùng bực bội. Không phải là trộm đi hết à, mà là trộm đi thứ quan trọng nhất của mặt trăng thôi, đó chính là Nguyệt Thạch. Nguyệt Linh sinh ra bên trong Nguyệt Thạch, mà kẻ kia đã trộm đi cả Nguyệt Thạch và Nguyệt Linh của mặt trăng đi rồi. Sao? Nói như vậy nghĩa là giờ mặt trăng chỉ còn cái vỏ, bên trong trống không sao? Trung Nhạc chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi. Hắn rót tinh thần lực ra, chui vào trong tầng nham thạch trong lòng đất. Tinh thần lực vô hình vô chất, không bị cản trở, chui sâu vào trong lòng mặt trăng. Không biết bao lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy tinh thần lực của mình khó có thể đi tiếp được, thì đột nhiên tinh thần lực đâm vào trong không khí, tới một không gian trống rỗng, không có thứ gì cả. Mặt trăng thật sự trống rỗng, chỉ còn lại một tầng vỏ ngoài tạo nên từ nham thạch và đất đá. Trung Nhạc thật sự không thể tin nổi, mặt trăng như vậy mà chỉ còn lại tầng sắc ngoài mỏng manh, Nguyệt Thạch bên trong đã không cánh mà bay. Mặt trăng to lớn chừng nào Trung Nhạc không biết. Trước đây hắn cho rằng mặt trăng chỉ to bằng một cái đĩa, mà từ khi tu luyện, nhất là lúc tu luyện Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ, tinh thần lực của hắn sâu sắc, thị lực cũng mạnh mẽ hơn, có thể nhìn được càng nhiều thứ nhỏ bé hơn. Khi ấy hắn mới biết rằng mặt trăng lớn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Truyền tống tới đây rồi, hắn phát hiện diện tích của mặt trăng đã vượt qua những gì hắn tưởng. Ấy vậy mà một mặt trăng lớn như vậy lại bị người ta ăn cắp đi nội hạch. Ai có bản lĩnh này đây? Ai có thủ đoạn vô thanh vô tức trộm nội hạch của mặt trăng, trong khi vô số người đang ngẩng đầu nhìn lên nó đây? Mà trong vô số ngày đêm này, không có lấy một người phát hiện ra chuyện mặt trăng chỉ còn vỏ. Ai đã làm chuyện này? Ai đã làm chuyện này? Mà vào lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thần thánh được giấu trong mặt trăng. Khí tức ấy hùng mạnh như thế, làm cho trong lòng mặt trăng như cất giấu một mặt trời nhỏ bé, kim quang vạn đạo, làm tinh thần lực của hắn thoáng cái liền tan rã. Trung Nhạc cả kinh, vội vàng thu tinh thần lực lại. Ngay khi hắn vừa thu tinh thần lực, hắn dường như nhìn thấy một bức tượng thần đứng trong lòng mặt trăng, tỏa ra khí tức thần thánh và trang nghiêm. Bức tượng kia vô cùng khổng lồ, vừa khít với không gian trong lòng mặt trăng. Những cánh tay giang ra nâng vào mặt trăng lên, không cho mặt trăng sụp đổ. Đồ đằng đồ linh sao? Trung Nhạc cả kinh, lập tức đưa tinh thần lực về trong thức hải. Tượng thần này là một tòa đồ đằng đồ linh, giống đồ đằng mà các thị tộc, nhân tộc ở Đại Hoang cung phụng, đều là linh cả. Chỉ là đây chắc chắn không phải Nguyệt Linh, mà có kẻ đã lấy đi Nguyệt Linh rồi để linh của mình thay thế, kiêu chiếm thức xào, làm cho tất cả những sinh linh trên đời khi cúng bái mặt trăng thì đều đang cúng bái kẻ đó. Tinh thần lực của Trung Nhạc vừa trở về thức hải thì thức hải lập tức chấn động. Ra là khí tức từ trên tượng thần kia theo tinh thần lực của hắn mà tới, hóa thành một bức tượng thần ở trong thức hải. Ngay lập tức
thức hải của Trung Nhạc ngập tràn trong cái khí tức thần thánh. Tinh thần lực ầm ầm sụp đổ, không gian tan rã. Khí tức thần thánh trang nghiêm truyền tới từ tượng thần phát ra, muốn ăn mòn hồn phách của hắn. Toại hoàng, tọa chiêu đường. Trung Nhạc khẽ quát, hồn phách hóa thành hình thái toại hoàng, ngồi nghiêm trang như thiên đế, vĩnh hằng tọa trấn hư không, nhận chư thần chúng bái, quang minh tỏa sáng. Hào quang đi qua nơi nào, khí tức trang nghiêm kia tan rã nơi ấy. Hào quang chiếu rọi bức tượng thần trên không trung thức hải, khiến tượng thần ấy toát ra khói nhẹ, rung rung rồi nhanh chóng bị luyện hóa. Là thần thánh viễn cổ sao? Trung Nhạc dường như nghe được bức tượng nói câu này trước khi biến mất. Ý ngươi là trung tâm mặt trăng có một bức tượng thần đồ đằng sau? Tân Hỏa ngỡ ngàng hỏi lại. Chẳng lẽ có kẻ nhân lúc ta ngủ mà trộm nguyệt thạch đi sao? Sau đó lấy linh của mình thay thế nguyệt linh để vạn tộc cúng bái ư? Kẻ này cũng thông minh đấy. Xem tình hình là chuyện thay thế nguyệt linh đã xảy ra rất rất lâu rồi. Không biết kẻ này còn sống hay không? Vừa rồi y nhắc tới thần thánh viễn cổ sao? Trung Nhạc gật đầu. Tân Hỏa nói với sắc mặt ngưng trọng. Đây chắc là thần của thần tộc, thần của Sĩ Đồ Vĩnh Sinh. Chẳng lẽ trong thế giới này còn có thần tộc, còn có thần sao? Chúng ta không thể ở lại đây thêm được nữa rồi, phải mau đi thôi. Ta nghi ngờ rằng cái tên thần linh kia đang ngủ say, nhưng trên mặt đất còn có con cháu của y canh giữ thần linh cho y. Trung Nhạc gật đầu. Nơi này quả thực không nên ở lâu. Nguyệt linh đã bị trộm, cho dù có người cảm ứng nguyệt linh, thứ cảm ứng được chính là thần linh này, cho nên cuối cùng đều là làm thay cho y. Nếu chuyện này mà lộ ra, chắc chắn thiên hạ sẽ náo động, không còn ai đi cảm ứng nguyệt linh nữa. Không còn nguyệt linh, chúng ta vẫn còn mặt trời, sang đó cảm ứng nhật linh. Tân Hỏa nhanh chóng nói. Nếu tộc nhân của tên thần linh này cảm ứng được có người tra xét trong mặt trăng, nhất định sẽ cúng bái tân thần này, thúc đẩy thần linh chu diệt hai ta. Mau, mau vào trong tòa truyền tống trận này. Ta khởi động trận pháp truyền tống người tới cạnh mặt trời. Người nó có thể trộm mặt trăng, không biết mặt trời liệu có bị trộm đi hay không đấy. Trung Nhạc nhanh chóng bước chân vào trong truyền tống trận, tò mò hỏi. Tân Hỏa bay xuyên qua từng tòa cự thạch, đi qua tòa nào, trên những cự thạch ấy hiện ra từng đạo đồ đằng văn. Đồ đằng văn hấp thu ánh sáng mặt trăng cũng dần sáng lên. Trộm mặt trời không dễ như vậy, khó khăn hơn trộm mặt trăng cả triệu lần. Mặt trời lớn tới đáng sợ, đưa cả mặt trăng vào trong mặt trời thì cũng chỉ là nhỏ như một giọt nước vào biển khơi mà thôi. Không tin thì ngươi cứ nhìn mặt trời thật kỹ đi. Xem ngươi ở trên mặt trăng nhìn mặt trời với lúc ngươi ở mặt đất nhìn mặt trời thì có gì khác biệt? Trung Nhạc nhìn về phía mặt trời. Lúc này ở trên mặt trăng, trong mặt trời nhỏ hơn so với đứng trên mặt đất nhìn rất nhiều. Nay mặt trời chỉ nhỏ bằng quả quýt, thật kỳ lạ. Nếu người thường mà ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trời, mắt sẽ bị mỏi. Mà khí lực hắn mạnh, trong mắt cũng được tôi luyện đến kinh người, khiến thị lực hơn sang người thường gấp trăm. Nhìn chằm chằm mặt trời, con mắt không hề bị mệt mỏi. Hắn nhìn thật kỹ, dường như thấy mặt trời cũng đang gần hơn, mà tinh thần lực phóng đại tầm mắt, khiến hắn nhìn được những chi tiết kỹ càng. Mặt trời nhỏ như quả quýt kia nhanh chóng phóng lớn trong tầm mắt hắn. Trung Nhạc lòng chấn động, lập tức cảm giác được như một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ đập vào mặt vậy, che khuất tầm mắt, bao phủ cả mặt trăng, thậm chí cả tinh cầu mà hắn sinh sống cũng bị che phủ. Khổng lồ như thế, đáng sợ như thế, những ngọn lửa hừng hực phụt ra từ trong quả cầu lửa kia, hỏa lực ấy dường như có thể luyện hóa tất cả. Hỏa diễm được phun ra có hình dạng như rồng, có lúc thì là hình dạng phượng hoàng. Mỗi một hỏa diễm ấy còn khổng lồ hơn cả mặt trăng, phải dài tới mấy trăm vạn dặm, thậm chí là ngàn vạn dặm. Trung Nhạc vội vàng nhắm mắt lại, cảnh tượng này thật quá khủng khiếp, vượt qua những gì hắn từng biết. Trong mặt trời cũng có thần linh, không phải là nhật thần mà là tiên thiên thần. Thứ thần thánh được sinh ra chính là nhật linh. Tân Hỏa kích hoạt các bia đá to lớn. Tòa truyền tống trận này to lớn hơn tòa truyền tống trận trong núi lửa, nên số lượng cự thạch cũng nhiều hơn. Lúc này những đồ đằng văn trên mặt cự thạch sáng lên, rút hết ánh trăng trong phạm vi mấy dặm. Nhạc tiểu tử, chuẩn bị cho tốt vào, chúng ta chuẩn bị tới gần mặt trời nào. Tân Hỏa nhắc nhở. Trung Nhạc gật đầu. Truyền tống đại trận do bia cự thạch hoàn toàn khởi động, ngay lập tức
cả một mặt trăng đều tối sầm lại, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ ở chỗ truyền tống trận, giống như một chiếc gương sáng to chừng 3 thước chiếu rọi mặt trời. Mà cũng trong lúc này, giết ở bên miệng núi lửa, trong tiếng chém giết vang rền như sấm, 4 người phương kiếm khác Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng và Quân Tư Tà chặn miệng núi lửa, chém giết với đám cường giả yêu tộc. Vô số thi thể từ trên không trung rơi xuống, đánh cho trời đất nghiêng ngả. 4 vị cao thủ kiếm môn chiếm cứ địa lợi, từ trên cao nhìn xuống, khiến đám cường giả yêu tộc khá là thiệt thòi. Đã có hơn 10 thi thể rơi xuống, mà các cường giả yêu tộc khác cũng bị thương. Cứ như vậy không phải là cách hay. Quý Thanh Sơn, người có bản lĩnh xông ra tạo thành một lối đi hay không? Cô Hồng Tử như mày nhìn Quý Thanh Sơn nói: Này, phong cấm thần cấp đã biến mất rồi, với bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể đánh xuyên qua ngọn núi lửa này, phải không? Quý Thanh Sơn nghe vậy lắc lắc thân mình, hiện lên nguyên hình, chính là một con ta tu cực lớn, cao tới hơn 20 trượng, toàn thân là kim lân, nanh vút sắc như đao, vung nanh quét qua vách núi, đất đá bay tán loạn. Chờ ta một lát. 4 cao thủ kiếm môn vẫn đang chém giết trên không trung, Quý Thanh Sơn vội kêu lên. Đám cường giả yêu tộc liều chết ngăn cản, ngay cả Cẩm Tú đạo chủ và Lưu Hoàng đạo chủ cũng xông lên quyết một trận tử chiến. Thời gian một nén nhang sau, Quý Thanh Sơn hoan hô một tiếng, từ bên kia thông đạo kêu lên: Thông rồi, thông rồi. Đám cường giả yêu tộc chui vào trong thông đạo, từ đó chạy ra ngoài. Không lâu sau, liền vọt ra ngoài núi lửa. Lúc này giữa không trung là một vầng trăng sáng, đúng là lúc trăng tròn, khi mặt trăng sáng nhất. Mặt trăng thật đẹp. Đám cường giả yêu tộc buông lời tán thưởng, còn chưa dứt lời thì mặt trăng lập tức tối om, dường như bị người ta dùng một hơi thổi tắt vậy. Có yêu quái sao? Một tên cường giả yêu tộc nhìn mặt trăng bỗng dưng biến mất, run rẩy nói, đúng quần truyền tới mùi nước tiểu. Có yêu quái đã ăn thịt mặt trăng rồi sao? Cô Hồng Tử giơ chân đá bay gã ta nói, chúng ta chính là yêu quái rồi, cái đồ ngu, mau mau đi xử lý 4 tên khốn kiếm môn kia đi. Ánh sáng mặt trăng bị truyền tống trận nuốt trọn, nhưng chỉ trong giây khắc sau lại tỏa sáng bình thường. Không ai biết rằng trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, một thiếu niên nhân tộc được ánh trăng bao bọc bay tới mặt trời. Đây là một hành trình kỳ diệu, từ núi lửa truyền tống tới mặt trăng chỉ là một cái cảm giác chớp mắt đã tới, mà từ mặt trăng tới mặt trời thì tốn nhiều thời gian hơn. Trung Nhạc cảm thấy như hắn đang điều khiển ánh sáng bay đi, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, dường như không phải đang bay mà là nhảy cóc không gian. Thậm chí hắn còn thấy vô số ngôi sao cực lớn vụt qua bên người. Đây là Kim Diệu Tinh, trong đó có Kim Diệu Tinh Cung, vốn là nơi ở của Kim Thần. Sau này Kim Thần mất đi, trải qua thế nhân cúng bái quanh năm, trong tinh thần đã nảy sinh Kim Linh. Có một số người trời sinh đã có Kim Linh, đó là vừa sinh ra thì Kim Diệu bùng nổ, được năng lượng Kim Diệu dắt vào trong cơ thể. Tân Hỏa chỉ vào một ngôi sao vừa nhoáng lên dưới chân của Trung Nhạc nói, trong Kim Diệu Tinh là Kim Thần, là vị thần thời Toại Hoàng. Các đời Toại Hoàng đều có Kim Thần canh giữ ngôi sao này. Thời đại Phục Khi Địa Hoàng cũng có nhiều đời Kim Diệu Tinh, hiện giờ không biết còn hay không đấy. Ngoài Kim Diệu Tinh còn có Hỏa Diệu Tinh, Thổ Diệu Tinh, Mộc Diệu Tinh, Thủy Diệu Tinh, thêm Nguyệt Cung và Mặt Trời được gọi là Thất Diệu. Trong đó Mặt Trời là mạnh nhất rồi, tiếp đó là Mặt Trăng. Ngũ Diệu kia không kém là bao. Ngươi nhìn xem, phía trước chính là Thủy Diệu Tinh. Trung Nhạc quan tưởng một vòng hào quang bao bọc toàn thân rồi bay qua Thủy Diệu Tinh, cách Mặt Trời càng lúc càng gần. Mặt Trời càng lúc càng lớn, sóng lửa khủng bố phun ra từ Mặt Trời, hóa thành các loại đồ đằng hình hỏa xà, hỏa long hay hỏa phượng, có uy năng mạnh mẽ khôn cùng. Đây là sức mạnh đồ đằng trời sinh, vô cùng khủng bố, bất cứ cái nào cũng có thể phá hủy mặt trăng. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn cảm thấy ánh sáng phóng ra từ trong mặt trời còn ẩn chứa nguồn năng lượng không thể tưởng tượng. Nếu có thể thu thập những ánh sáng này luyện thành kiếm khí, có khi uy lực sẽ lớn tới kinh người. Đây chính là xạ tuyến. Trung Nhạc biết có không ít luyện khí sĩ trong kiếm môn thu thập xạ tuyến trong vũ trụ luyện thành kiếm khí, trong đó có Cực Quang Nguyên Tử Kiếm Pháp có vẻ nổi tiếng. Đó là thu thập xạ tuyến cực quang luyện thành kiếm khí có uy lực kinh người. Ngoài loại kiếm khí này, trong kiếm môn còn có
Đại hư không diễn xạ kiếm quyết cũng là một loại kiếm khí, là lấy ánh sáng từ vũ trụ phóng tới trên không trung, luyện ra xạ tuyến hư không, luyện thành kiếm khí. Loại kiếm pháp này rất khó tu luyện, nhất là đại hư không diễn xạ kiếm quyết, dù mất cả trăm năm cũng chưa chắc đã luyện thành. Nhưng Trung Nhạc lại có cảm giác rằng nếu tu luyện bên cạnh mặt trời, có khi chỉ cần vài ngày là đã luyện được đại hư không diễn xạ kiếm quyết tới cảnh giới cao siêu. Nhật Linh là thứ linh mạnh nhất trong thần linh thất diếu, có vô số hình thái. Nhật Linh mà mỗi người cảm ứng được, nhưng vì tính cách khác nhau nên đều có điểm khác biệt. Tân Hỏa nói, ví dụ như Tả Khâu Thị, Tả Tướng Sinh của kiếm môn ngươi cảm ngộ được Nhật Linh, chính là hỏa nha thần. Sau khi luyện thành nha thủ nhân thân, tu luyện được tới bước này, coi như hắn đã cực kỳ lợi hại rồi. Ta còn từng thấy có người cảm ngộ được Nhật Linh, lấy được là Kim Ô Thần, mạnh hơn cả hỏa nha thần. Còn có Hỏa Long, Hỏa Phượng, Hỏa Sa, Hỏa Ngưu, đủ mọi chủng loại. Trung Nhạc nhanh chóng tiếp cận mặt trời, ánh trăng bao quanh người hắn, thậm chí còn bị ánh nắng ăn mòn bắt đầu tan rã. Trung Nhạc nhìn mà kinh hồn táng đảm. Nếu ánh trăng bị ăn mòn sạch, hắn sẽ lập tức bị nguồn nhiệt lượng cuồn cuộn đốt cho thành bụi, hoặc bị xạ tuyến bắn cho chết. Mà ánh trăng còn bọc hắn bay tới phía mặt trời, tốc độ không hề suy giảm. Trung Nhạc nhìn về phía mặt trời chói chang đang không ngừng tới gần, chỉ thấy một điểm đen nho nhỏ xuất hiện ở bên ngoài mặt trời. Sau đó điểm đen càng lúc càng lớn, nhanh chóng Trung Nhạc liền đụng phải một tấm màn đen. Trung Nhạc ra đầu run lên, chuẩn bị đón nhận va chạm sắp tới. Không ngờ hào quang chỉ lóe lên, một trụ sáng từ điểm đen phóng lên cao, chiếu vào người hắn, rồi tiếp dẫn hắn vào trong cột sáng. Tốc độ của hắn giảm mạnh, từ từ hạ xuống trong cột sáng. Nơi cột sáng kia phát ra là một tòa cung điện nằm trên điểm đen lơ lửng ngoài mặt trời. Trung Nhạc nhìn khắp nơi, thấy mình đã đi vào trong tòa cung điện này. Trong điện không khí thật mát mẻ, không có chút cảm giác nóng bỏng từ mặt trời nào. Tòa cung điện này có thể ngăn cản nhiệt lực từ mặt trời, thậm chí còn chẳng có cảm giác được nhiệt độ của mặt trời, thực là kỳ lạ. Nơi này là thần điện mà người thừa kế Tân Hỏa đời trước đã để lại, vốn là chuẩn bị cho người thừa kế Tân Hỏa đời sau để cảm ứng được Nhật Linh, giờ lại tiện nghi cho ngươi rồi. Tân Hỏa nói, ta thực sự là ở trên mặt trời rồi sao? Trung Nhạc lòng rung động không thôi, hắn cất bước đi vào trước cung điện. Nhìn ra ngoài chỉ thấy biển lửa hàng tỷ dặm cuồn cuộn sôi trào. Bề ngoài của mặt trời chính là một biển lửa rộng lớn, tràn ngập các loại năng lượng không thể tưởng tượng. Thậm chí hắn còn thấy hỏa diễm hợp thành hỏa thụ, núi lửa, hỏa vân, đều là đồ đằng văn thiên nhiên. Trong lửa ấy còn có dòng uốn lượn bay qua bay lại, cũng do đồ đằng văn tạo nên. Nếu bước ra ngoài tòa cung điện này, sợ rằng sẽ bị đánh nát thành tro bụi mất thôi, có lẽ ngay cả tro tàn cũng sẽ chẳng còn. Trung Nhạc tâm thần kích động. Đại Nhật Vô Cương, sự rộng lớn của mặt trời là mênh mông, khó có thể tưởng tượng, uy lực cũng mạnh mẽ vô biên. Một người phàm chưa trở thành luyện khí sĩ lại có thể đặt chân lên mặt trời, có nói ra cũng chẳng ai thèm tin. Cho dù môn chủ kiếm môn cũng chẳng làm được, vậy mà hắn lại đang ở nơi này. Đương nhiên đây là nhờ có Tân Hỏa, nếu không gặp được Tân Hỏa, ta đã chết trong đợt ma hồn âm ma kia rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Tân Hỏa nói, ở nơi đây cảm ngộ linh dễ dàng hơn cảm ngộ linh khi ở đại hoang rất nhiều. Cảm ứng được linh lại càng mạnh mẽ hơn, càng rõ ràng hơn. Kiếm môn cái gì chứ, hám không thành cái gì chứ. Linh mà bọn chúng cất giữ há có thể so với linh của mặt trời vô biên này được. Cảm ứng nhật linh ở mặt đất há có thể so sánh với việc cảm ứng nhật linh ngay ở bên cạnh mặt trời được. Năm đó linh của Tại Hoàng cũng là nhật linh, cuối cùng siêu phàm thoát tục trở thành thần của Chiêu Hoàng. Người có được linh gì chính là do ngươi vậy. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, ngồi xếp bằng trước cửa điện cảm ứng nhật linh. Lòng có chí mãnh hổ, thân như giao long phục. Tâm trí ta có lớn hay không, có đủ để giấu mặt trời vào trong lòng của ta hay không? Trung Nhạc gào to, hồn phách lập tức bay ra khỏi cơ thể. Tinh thần lực cuồn cuộn cuộn trào kết hợp với hồn phách của hắn, hóa thành một pho tọa hoàng cao tới hơn 10 trượng ở sau người hắn. Trung Nhạc ngồi xếp bằng, xuất trường ra. Hắn ngồi trong lòng bàn tay của tọa hoàng do chính mình biến thành, cẩn thận cảm ứng hỏa của mặt trời hừng hực. Cảm ứng ấy chính là tạo nên mối liên hệ với mặt trời, giao cảm với nhau.
Về điểm này thì được miêu tả khá nhiều trong các điển tịch của kiếm môn. Ngũ khí tự hành, vạn hối thuận thành, giao cảm bàng sướng, thánh hiển dĩ sinh. Những lời này nói là phàm nhân cảm ứng được linh, giao cảm với linh rồi trở thành luyện khí sĩ, thánh hiển sẽ ra đời. Đương nhiên, dùng từ thánh hiền để miêu tả luyện khí sĩ thì có phần khoa trương. Thần nhân giao cám, đức trạch ngô hồn. Lời này nó là cái thời khắc cảm ứng được linh, cảm thụ sự kỳ diệu. Linh và hồn giao tướng, cảm ứng, từ đó thăng hoa, biến hóa thành linh hồn. Hồn có linh mới có thể gọi là nguyên thần. Trung Nhạc có hiểu biết riêng của hắn về chuyện cảm ứng linh. Rất nhiều luyện khí sĩ kiếm môn đều lấy tinh thần lực để cảm ứng linh, mà hồn phách quan tưởng, theo hắn thấy thì đó chưa đúng. Cảm ứng thực sự phải là hồn cảm ứng linh, dùng dao động của hồn để thu hút linh, từ đó linh hồn nhất thể. Quả thực không tệ. Tân Hỏa lơ lửng trong cung điện, nhìn Trung Nhạc với ánh mắt tán thưởng, thầm nghĩ: tiếc rằng không phải thần tộc phục hy thuần huyết. Kỳ thật, cho dù có là thần tộc phục hy thuần huyết thì chưa chắc có thể lĩnh ngộ được điểm tinh túy về cảm ứng linh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trung Nhạc lặng lặng cảm ứng, hắn cùng mặt trời dưới chân này tạo nên mối liên hệ, nên lập tức cảm ứng được có vô số linh trên mặt trời. Vô số linh hùng mạnh như thần bay múa, du lượn trên mặt trời. Có linh vỗ cánh bay tạo thành bầy đàn như hỏa nha, có khi lại là hỏa long ngụp lặn trong mặt trời, có khi lại chỉ là một gốc cây, có khi là kim ô nằm ngủ trong ổ trên tảng cây, hoặc là đại xà lượn lờ. Còn có hỏa kỳ lân, chu tước, hỏa diễm thảo, hỏa liên, hỏa ngư. Không thực vật thì là động vật, hoặc phi cầm, long ngư, đủ mọi thể loại. Năm đó Toại Hoàng lựa chọn cái gì đấy? Chắc là toại thụ rồi. Toại thụ hay còn gọi là hỏa thụ. Bên trong hỏa kỳ cung, Toại Hoàng quan từng đồ. Ở ngoài hỏa kỳ cung chính là một gốc cây toại thụ, dễ đâm sâu vạn dặm. Trong mặt trời này, linh nào mạnh nhất đây? Ta nên lựa chọn linh nào làm linh của ta, có thể hòa nhập với hồn của ta được đây? Trung Nhạc cẩn thận suy xét. Hắn giao cảm với linh trong mặt trời, tìm kiếm càng thêm nhiều hình thái của linh. Qua thật lâu sau, hắn vẫn chưa tìm được linh mà hắn muốn. Tu thành linh chính là luyện khí sĩ, mà trở thành luyện khí sĩ rồi còn phải làm được một bước người linh hợp nhất. Hiển nhiên trong tình trạng nhân linh hợp nhất, chiến lực mạnh nhất không phải là toại thụ. Toại Hoàng lựa chọn toại thụ chắc chắn là có lý do riêng. Toại Hoàng muốn thắp sáng ngọn đèn để xua tan hắc ám, đưa ánh sáng tới cho thiên hạ, nên toại thụ là phù hợp nhất. Nhân tộc suy yếu, thứ ta cần không phải là để xua tan hắc ám, mà là trở thành kẻ mạnh mẽ nhất để dẫn dắt nhân tộc đi lên một con đường, làm cho nhân tộc trở thành chí tôn của vạn tộc trong trời đất này, nhân đạo chí tôn. Trung Nhạc đột nhiên mở mắt ra, có lựa chọn cho bản thân mình. Hắn chọn kim ô trên hỏa thụ. Trong mặt trời, hỏa nha kết bầy kết đàn, hỏa liên mọc thành mảng, hỏa long hỏa phượng có rất nhiều. Duy nhất chỉ có một gốc cây toại thụ, mà trên toại thụ chỉ có một ổ chim. Trong ổ đấy chỉ có một con kim ô. Điều này có nghĩa là kim ô và toại thụ đều độc đáo như nhau. Trong mặt trời này có khi chỉ sản sinh ra một loại linh có hình thái kim ô. Trung Nhạc cẩn thận dùng hồn phách để cảm ứng, mà linh có hình thái kim ô trong ổ chim trên toại thụ kia chẳng hề phản ứng. Mãi thật lâu sau, Trung Nhạc mới cảm thấy một luồng dao động vô cùng mãnh liệt truyền tới. Linh hình thái kim ô từ từ mở mắt ra. Ngay lập tức Trung Nhạc cảm giác được loại khí thế hung ác khôn cùng bao phủ lấy hồn phách của mình. Đó là lệ khí mang theo trong linh với hình thái kim ô. Lệ khí hung ác, sát phạt như con cự thú vô cùng hung mãnh. Kim ô vỗ cánh kêu lên một tiếng, sau đó vỗ cánh bay khỏi toại thụ, quắp lấy một con hỏa long rồi nuốt luôn con hỏa long vào bụng. Ngay sau đó, con kim ô này biến hóa trở thành một vị thần nhân ba chân hai cánh, đầu chim mình người, giơ tay chộp tới Trung Nhạc. Bàn tay kia càng lúc càng lớn, Trung Nhạc thấy hoa mắt. Rồi đột nhiên vị thần nhân kia biến mất, mà ở sau lưng của hắn một vầng thái dương nho nhỏ xuất hiện sau hồn phách của hắn. Mặt trời ấy chiếu tia sáng chói lòa, giống như bên trong có cất giấu kim dịch vậy. Lại nói lúc bấy giờ, con kim ô trên toại thụ biến hóa trở thành một vị thần nhân ba chân hai cánh, đầu chim mình người. Nó giơ tay chộp tới Trung Nhạc. Bàn tay kia càng lúc càng lớn, Trung Nhạc thấy hoa mắt. Rồi đột nhiên vị thần nhân kia biến mất, mà ở sau lưng hắn
một vầng thái dương nho nhỏ xuất hiện sau hồn phách của hắn. Mặt trời ấy chiếu tia sáng chói lòa, giống như bên trong có cất giấu kim dịch vậy. Mặt trời nhỏ này vừa mới xuất hiện, trong đầu Trung Nhạc lập tức vang lên những tiếng nổ vang, dường như vô số âm thanh cùng bùng nổ, như cự thú đang chạy, như hàng vạn con thác đang trút xuống. Những âm thanh này có chứa thông tin khó hiểu, ầm ầm ào tới như sông lớn rót vào trong đầu của hắn. Thức hải Trung Nhạc lập tức dậy sóng, bốc lên dữ dội, tinh thần lực hóa lỏng bay lên không, tạo nên những bức hoa văn đồ đằng, dường như những cuốn họa đang dần chảy ra vậy. Hắn cảm nhận được Nhật Linh đang kết hợp với hồn phách của mình, bắt đầu giao hòa, rót hết tất cả những huyền cơ của vầng đại Nhật Linh này vào trong đầu của hắn. Tu thành linh, linh hồn nhất thể là quá trình siêu phàm, nghĩa là từ đó về sau sẽ không còn là phàm nhân nữa. Cảnh giới đầu tiên của luyện khí sĩ chính là làm được một bước siêu phàm này. Nhưng nếu muốn siêu phàm thì phải thoát thai, cởi đi phàm thai, đạt được ảo diệu chất chứa trong linh, nên được gọi là thoát thai cảnh. Nay hắn đã đạt tới cảnh giới này, lấy gì để mà siêu phàm đây? Chủ yếu là dựa vào linh. Linh bản thân nó đã có huyền cơ cực kỳ ảo diệu, trời sinh đồ đằng huyền diệu mà lại sâu xa, chất chứa năng lượng của trời đất, uy lực lớn của siêu phàm thoát tục, tri thức của quy tắc biến hóa trời đất. Cảm ứng linh, linh kết hợp với hồn sẽ biến đồ đằng văn trong linh kia thành kiến thức của mình. Bởi vậy mới tu thành luyện khí sĩ, đạt được bước nhảy vọt về thực lực. Đó là hiệu quả do linh mang lại. Nhưng khi đạt tới cảnh giới thoát thai này thì việc tu hành lại không dễ, phải không ngừng nuôi dưỡng cho linh lớn mạnh, đồng thời còn phải khiến linh kết hợp với hồn hòa làm một thể. Linh hồn là một, chính là nguyên thần. Thoát khỏi phàm thai, thượng có thể vào thanh minh, hạ thông tới cửu u. Rất nhiều luyện khí sĩ nuôi dưỡng linh cả đời nhưng lại không thể luyện cho linh và hồn làm thành một thể để thoát thai mà tiến vào cảnh giới tiếp theo. Chủ yếu vì linh mà bọn họ đạt được vốn đã yếu, về mặt tiên thiên đã không bằng linh của luyện khí sĩ khác rồi, làm cho nền tảng bọn họ kém cỏi, dẫn tới huyền cơ mà linh đưa cho bọn họ là quá ít. Bởi vậy bọn họ tốn nhiều thời gian, tinh lực cho giai đoạn thoát thai này hơn người khác rất nhiều. Đợi khi thời gian đằng đẵng trôi đi, đợi cho bọn họ bổ sung đầy đủ nền tảng của bản thân mình thì đã già, không đủ tích lũy để tiến vào cảnh giới tiếp theo. Còn linh mà Trung Nhạc lấy được trên mặt trời lại là linh mạnh nhất trong tất cả các linh, Đại Nhật Kim Ô. Đại Nhật Kim Ô vỗ cánh chính là Tam Túc Kim Ô, thu cánh thì là Tam Túc Thần Nhân. Khi yên lặng lại là một vầng mặt trời nhỏ bé, linh của Đại Nhật Kim Ô sẽ khiến nền tảng của hắn được củng cố. Nhưng muốn lĩnh ngộ huyền cơ chứa trong Đại Nhật Kim Ô ấy lại vô cùng gian nan. Trung Nhạc chỉ cảm thấy vô số thông tin huyền ảo mà phức tạp ào ào kéo tới, đầu hắn như một hồ nước vậy, mà huyền cơ vọt tới lại như con sông lớn, không chỉ nhét đầy đầu hắn mà còn có xu thế căng ra. Hắn còn cho rằng liệu đầu của hắn có vỡ tung ra với lượng thông tin khổng lồ như vậy hay không. Cũng may là tình huống ấy đã không xảy ra. Thông tin hỗn loạn vọt tới, tin tức quá tạp chất, chỉ có thể tạm thời để ở trong đầu, chứ chưa thể hóa thành kiến thức ngay bây giờ, mà phải chờ ngày sau từ từ lĩnh ngộ mới thông hiểu được. Sau đầu Trung Nhạc, mặt trời nhỏ kia hừng hực tỏa sáng, năng lượng mãnh liệt như hoàng kim đang bị nung chảy. Ánh lửa hừng hực không ngừng dọi vào trong hồn phách của hắn, luyện hồn phách của hắn. Huyết tương màu vàng chảy bên trong hồn phách của Trung Nhạc. Hồn phách hắn không lớn, chỉ hơn một tấc, nhưng hắn quan tưởng tọa hoàng, lấy tinh thần lực rót vào trong hồn phách của mình, khiến hồn phách trở nên to lớn tới hơn 10 trượng. Hồn phách càng mạnh, cảm ứng càng mạnh. Ban nãy hắn đã dùng trạng thái tại hoàng làm cho cảm ứng của mình mạnh mẽ hơn trước vô số lần, thế mới cảm ứng được Đại Nhật Kim Ô. Còn bây giờ hồn phách của hắn được Đại Nhật Kim Ô chăm sóc lại, huyết tương màu vàng chảy dọc toàn thân, tô luyện hồn phách. Trung Nhạc lập tức cảm thấy tinh thần lực của mình như băng tuyết gặp nắng gắt vậy, luyện cho dần dần tan rã, vội thu tinh thần lực lại, tránh cho tu vi sụt giảm. Mau tiếp tục duy trì trạng thái quan tưởng, đừng có lơi lỏng. Giọng của Tân Hỏa vang lên bên tai hắn nói. Giờ chính là cơ hội hiếm có, mượn linh cải tạo hồn phách, đồng thời rèn luyện tinh thần lực của ngươi, làm cho tinh thần lực của ngươi sẽ tăng vọt lên, chăm sóc hồn phách hoàn toàn lột xác kìa. Trung Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao? Trực tiếp thoát thai, không cần nuôi dưỡng sao? Nuôi dưỡng linh cần mất mười mấy năm thời gian mới hoàn thành, dù là linh mạnh nhất của kiếm môn thì cũng phải mất 2-3 năm.
trận quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viện vừa rồi chính là để tranh đoạt lấy linh mạnh nhất, từ đó giảm đi thời gian chục năm khổ tu. Còn về việc trực tiếp thoát thai, Trung Nhạc chưa nghe nói tới việc có ai đã làm được điều này. Không sai, trực tiếp thoát thai. Tân Hỏa cười nói, các luyện khí sĩ khác sau khi được linh thì phải nuôi dưỡng linh, làm cho linh không ngừng lớn mạnh, lãng phí đi bao nhiêu thời gian. Linh của Đại Nhật Kim Ô của ngươi trời sinh vốn đã mạnh mẽ vô cùng, nếu cũng cần phải ẩn dưỡng mười mấy năm thì sao có thể được xưng túng là linh mạnh nhất đây. Ta bày ra hai truyền tống trận, tiêu phí đi hai bảo vật thần minh, mất bao công sức tinh lực đưa người tới mặt trời này, nếu còn phải ẩn dưỡng mười mấy năm, chẳng phải công sức của ta đều là uổng phí hay sao? Ta đã bố trí nhiều như vậy chính là để cho ngươi bớt đi mười mấy năm rồi. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần lực trong thức hải của hắn bốc lên, không ngừng tuôn vào trong hồn phách, mà thứ kim tương như liệt hỏa kia vẫn đang không ngừng chạy về phía hồn phách của hắn, không ngừng khiến tinh thần lực của hắn bốc hơi. Hắn hiểu về cái gọi là thoát thai này, đó chính là quá trình cải tạo hồn. Hồn phách của ngươi có hình dạng người, nhưng linh hồn của luyện khí sĩ thì đủ mọi kiểu dáng, có hình thụ nhân hay đầu chim mình người, hoặc là sân thần làm từ đá. Đó là vì hồn phách và linh của bọn họ kết hợp lại, được linh cải tạo, thoát thai hoán hình, do đó mới có đặc tính như thần thoại, linh hồn biến thành hình thái thần nhân. Đó là thoát thai, bỏ đi phàm thai. Mà thoát thai có hai bước. Bước một là ẩn dưỡng linh, làm cho linh trở nên lớn mạnh. Bước thứ hai là lấy tinh thần lực làm chất dinh dưỡng cho hồn phách, kết hợp với linh, hoàn toàn lột xác. Trung Nhạc lập tức cảm thấy tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao với tốc độ kinh người. Biển thức hải kia với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tụt xuống, e rằng một nén nhang nữa là thức hải sẽ khô cạn. Tốc độ này dù là nội đan thần thú phát ra tinh khí cũng không kịp mà cung cấp. Tinh thần lực của hắn bị huyết tương màu vàng kia luyện cho không hề biến mất hoàn toàn, mà được chiết xuất tinh lọc cũng trở thành huyết tương màu vàng nóng rực như kim thủy, bị nung chảy đầy hỏa diễm. Chỉ là so với biển tinh thần lực mênh mông lúc trước, số kim dịch này ít tới thương cảm. 1000 giọt tinh thần lực chưa chắc đã có thể tinh luyện ra được một giọt kim dịch. Những giọt kim dịch này được luyện vào trong hồn phách của hắn, cùng kim dịch trào ra từ trong mặt trời sau đầu nuôi dưỡng hồn phách. Dựa theo tốc độ này, tinh thần lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nếu đã vậy thì ta sẽ dùng nội đan thần thú vậy. Trung Nhạc lập tức dùng một tia tinh thần lực đâm vào trong nội đan thần thú. Bị kích thích, tinh khí lập tức trào ra từ trong nội đan mênh mông vô cùng, chảy ra khắp tứ chi bách hải, lại lập tức bị trạng thái quan tưởng của hắn hóa thành tinh thần lực rót vào trong thức hải. Dốc sức luyện hóa tinh khí thần thú vẫn kém tốc độ tiêu hao của tinh thần lực. Trung Nhạc khiếp sợ không thôi, nhật linh tinh luyện tinh thần lực với tốc độ kinh người, tinh khí thần thú không ngừng trào ra, không ngừng bị luyện hóa thành tinh thần lực, nhưng biển thức hải vẫn đang dần tụt xuống. Tại Hoàng từng nói rằng, kim dịch nhuận hoa điền, mật cố linh hồn quy hỏa phú, ngũ vân phúc địa, quang triệt phạm thiên. Tân Hỏa hét lớn, hoa điền chính là thức hải, giờ người thu hồn phách vào thức hải, biến thức hải thành hỏa phú, dấy lên đại hỏa, rèn đúc linh hồn, làm cho linh hồn của ngươi toát ra hỏa quang, chiếu rọi bầu trời trong thức hải. Trung Nhạc lập tức làm theo, khiến Tại Hoàng do hồn phách của mình biến thành thu vào trong thức hải. Chỉ thấy mặt trời nhỏ kia cũng bay vào trong thức hải, đổ kim dịch phủ kín hồn phách của hắn. Kim dịch dấy lên đại hỏa, đốt toàn bộ thức hải của hắn. Tinh thần lực trong thức hải biến mất càng nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng mà bốc hơi. Trung Nhạc lại thúc giục nội đan thần thú, khiến nguồn tinh khí khổng lồ vọt tới. Hắn lại điên cuồng quan tưởng Tại Hoàng, dốc sức làm cho tinh thần lực không bị khô kiệt. Thức hải của hắn bị mặt trời đốt cháy thành biển lửa, có mưa do tinh thần lực hóa thành không ngừng giáng xuống, nhưng không cách nào dập tắt được lửa. Đại Nhật Kim Ô quá mạnh, chỉ một vầng mặt trời nhỏ bé mà lại như có được hỏa lực vô cùng vô tận. Chỉ một thời gian ngắn, hồn phách của Trung Nhạc bị luyện cho càng nhỏ càng bé lại, dù quan tưởng Tuệ Hoàng cũng không cách nào chống cự được tốc độ tinh luyện của Đại Nhật Kim Ô. Hồn phách hắn như một người được làm bằng vàng, ngồi trong ánh lửa hừng hực. Tinh thần lực xung quanh giáng xuống như là mưa rào, đúng là do tinh khí thần thú biến thành. Này tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú của hắn khá kinh người, nhưng dù vậy thức hải cũng đang dần ít đi.
tinh thần lực trong thức hải không ngừng hóa thành kim dịch bay vào trong hồn phách, làm cho hồn phách của hắn càng thêm mạnh. Tân hỏa bay vào trong thức hải, bay tới bay lui trong hồn phách của hắn, sợ hắn không kiên trì nổi mà lãng phí lần tu luyện hiếm có này. Ánh lửa hừng hực bốc lên không trung, tạo nên một đóa hỏa vân trên không trung của thức hải. Một đóa hỏa vân chưa đủ, chưa đạt tới mức lột xác được, nhất định phải ngũ vân phúc đĩa che khuất cả thức hải mới được. Tân hỏa khẩn trương nói: tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhạc tiểu tử, hãy bỏ qua đi, thế này quá mạo hiểm rồi. Nếu tinh khí thần thú quá nhiều, ngươi không thể luyện hóa lượng tinh khí ấy đúng lúc được, thì sẽ bị hóa thành long tướng ngay. Tân hỏa, ta muốn thử một lần xem sao. Sau đầu hồn phách của Trung Nhạc, trong mặt trời kia đột nhiên xuất hiện một con mãnh thú ba chân hai cánh, đúng là Tam Túc Kim Ô, linh trong mặt trời. Hắn dẫn động hình thái thứ hai của Đại Nhật Kim Ô, hỏa lực càng thêm mạnh mẽ. Kim Ô xuất hiện, kim dịch tuôn trào ra, khiến thức hải bừng lên ánh vàng chói lòa. Cả thức hải như biến thành một tòa hỏa phủ, nơi nào cũng có lửa. Lúc này, tinh thần lực của Trung Nhạc đã gần cạn kiệt, mà đóa hỏa vân thứ hai xuất hiện, từng đạo kim ô chiếu rọi thức hải, bầu trời như cũng đang bị thiêu đốt. Quang triệt phần thiên, Trung Nhạc cắn chặt răng, lại tiếp tục thúc dục nội đan thần thú. Tinh khí như dòng nước lũ ào ào trào ra, rồi lại bị Đại Nhật Kim Ô hóa thành kim dịch cuồn cuộn phóng về phía hồn phách. Đóa hỏa vân thứ ba được hình thành. Ngừng lại, mau ngừng lại, tinh thần lực của ngươi sẽ hết sạch mất thôi. Tân hỏa quát lên: đợi khi tinh thần lực của ngươi tăng lên tới đủ trình độ, lại thoát thai cũng không muộn mà. Nay cơ thể Trung Nhạc đã bị tinh khí thần thú đồng hóa về trạng thái long tướng, không kịp luyện hóa lượng tinh khí tràn ngập trong cơ thể, khiến cơ thể của hắn đã vô cùng quá tải, mà tinh thần lực trong thức hải của hắn đã gần cạn sạch. Nếu để tinh thần lực cạn kiệt thì coi như tu vi sẽ mất hết. Đây là hai tầng nguy hiểm, một là đồng hóa thành long tướng, hai là tự phế bỏ tu vi thực lực. Tân hỏa dẫu sao cũng tinh mắt, chỉ nhìn một cái là thấy rõ hiểm cảnh mà Trung Nhạc đang có. Biết bản thân quá vội vàng làm Trung Nhạc trực tiếp thoát thai, lại không ngờ tu vi tinh thần lực của Trung Nhạc còn chưa đuổi kịp. Tân hỏa, nếu ta quan tưởng ra hỏa kỳ cung toại hoàng hoàn chính, tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú sẽ nhanh hơn phải không? Trung Nhạc khẽ hỏi. Toại hoàng mà hồn phách hắn biến thành trong thức hải lúc này đã bắt đầu hiện lộ ra càng chi tiết. Từng đạo đồ đằng văn hoa mỹ xuất hiện trong long lân toàn thân. Tiếp đó là một tòa cung điện tiên đế ầm ầm chu lên từ mặt đất, không ngừng vươn cao với khí thế nguy nga. Trước đây hắn không thể đồng thời quan tưởng tuệ hoàng mà hỏa kỳ cung còn giữ được những chi tiết của mình. Bởi vậy lúc tu luyện hắn chỉ quan tưởng tuệ hoàng. Thế nhưng bây giờ hắn lại muốn đồng thời hiển hóa ra hai dạng quan tưởng này ra để tăng tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú. Tân hỏa hít vào một hơi thật sâu, nhìn những miếng gạch xanh, ngọc bản, cột trụ đang không ngừng tung bay, nhanh chóng hình thành một tòa cung điện thiên đế càng ngày càng cao, càng bao la hùng vĩ. Tân hỏa không khỏi lẩm bẩm: kẻ này định liều mạng rồi, đồng thời dốc hết khả năng khiến tuệ hoàng và hỏa kỳ cung trở nên hoàn mỹ hơn, sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho đầu óc của hắn ta. Không biết liệu lão của hắn ta có nổ tung hay không đây. Đồng thời quan tưởng tuệ hoàng và hỏa kỳ cung làm cho hai thứ này trông càng thêm rõ nét, trở nên chân thật hơn, tất nhiên sẽ khiến cho tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú cũng nhanh hơn. Thế nhưng tài trọng với đầu óc cũng thật lớn. Tân hỏa không cho rằng Trung Nhạc có thể đồng thời quan tưởng hai đại thần thánh này, nhất là trong lúc này khi huyền cơ chứa trong Đại Nhật Kim Ô không ngừng rót vào trong đầu của Trung Nhạc. Có nhiều thông tin nhiễu tạp ấy quấy nhiễu, khiến việc quan tưởng khá là khó khăn. Tân hỏa bay ra khỏi thức hải của hắn, vô cùng khẩn trương nhìn đầu của Trung Nhạc. Bùm một tiếng, ngọn lửa nhỏ kinh hồn táng đảm mà kêu lên: hey, may là chưa nổ. Tân hỏa nhìn chằm chằm Trung Nhạc, lúc này mồ hôi tuôn ra đầy trán Trung Nhạc, cơ thể lạnh lẽo, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị điều động tới não bộ để duy trì trạng thái quan tưởng hỏa kỳ cung và tại hoàng. Còn tinh khí thần thú cũng bị đưa hết vào trong đầu, không ngừng bị luyện hóa. Tân hỏa nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán của Trung Nhạc, sắc mặt lại đỏ bừng như muốn bốc cháy. Hắn lẩm bẩm: lần này sẽ nổ không? Sẽ nổ không đây? Ta cảm thấy sắp phải nổ rồi. Bùm! Trung Nhạc nghiến răng, sắc mặt đỏ như bàn ủi.
hẳn là đã tới cực hạn rồi phải không? Tân Hỏa nhảy lên trán của Trung Nhạc, dùng chân dẫm lên rồi thử kêu. Bùm! Trung Nhạc tâm không tạp niệm, dốc hết sức lực hoàn thiện quan tưởng hỏa kỳ cung và tội hoàng. Tinh khí thần thú ào ào kéo tới, lập tức bị trạng thái quan tưởng hỏa kỳ cung và tội hoàng luyện hóa thành nguồn tinh thần lực dồi dào. Sau đó tinh thần lực lại bị đại nhật kim ô biến thành kim dịch rót vào trong hồn phách. Đây quả thực như xiếc đi dây giữa vách núi, bất cẩn là sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Mà vào lúc này, đóa hỏa vân thứ tư được hình thành, quang triệt phần thiên, bầu trời trên thức hải càng thêm ngời sáng, hừng hực ánh lửa. Tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú của hắn càng thêm nhanh, tinh thần lực rót xuống trên bầu trời không còn là mưa nữa mà trở thành những thác nước. Giờ có thể mở ra hình thái thứ ba của linh được chưa đấy? Trung Nhạc lòng có đôi chút bất an. Nếu mở ra hình thái thứ ba của đại nhật kim ô, e rằng tốc độ tinh luyện tinh thần lực sẽ nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Giờ còn chưa được, phải chờ thôi. Chờ ta tích lũy thêm tinh thần lực mới có thể mở ra hình thái thứ ba của đại nhật kim ô được. Nếu giờ tùy tiện mở ra, tu vi tinh thần lực của ta sẽ bị phế bỏ. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn khoanh chân ngồi bất động, Tân Hỏa chờ đợi đã lâu, mà đầu Trung Nhạc mãi không chịu nổ bung. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bay vào trong thức hải của Trung Nhạc. Tân Hỏa mới thấy Trung Nhạc đã xây dựng ra hỏa kỳ cung tội hoàng, tinh thần lực không ngừng nảy sinh. Thức hải vốn khô cạn từ lâu đã tràn ngập nước biển. Ồ, không ngờ hắn lại làm được một bước tới mức này. Tân Hỏa không khỏi khen ngợi, ngẩng đầu nhìn đóa hỏa vân thứ tư, lúc này đã bao phủ toàn bộ thức hải, còn thiếu một đóa hỏa vân nữa, mà Trung Nhạc lại không có ý định mở ra hình thái thứ ba của đại nhật kim ô. Nhạc tiểu tử ổn thỏa hơn ta rất nhiều, đoán chừng là hắn định tích lũy một phần tinh thần lực, chờ nắm chắc rồi mới mở ra hình thái thứ ba đấy. Thời gian từ từ trôi đi, Trung Nhạc vẫn ngồi im, tích trữ năng lượng, chờ một lần bùng nổ. 10 ngày sau, thức hải của hắn lại đầy trở lại. Hắn chờ tiếp 2 ngày, chờ tới khi tinh thần lực của mình đạt tới trình độ trước nay chưa từng có, hắn mới cảm ứng đại nhật kim ô. Chỉ thấy mặt trời nhoáng lên, kim ô đứng dậy, cất bước bước ra khỏi vầng mặt trời. Tân Hỏa không khỏi thấp thỏm nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Đây là bước quan trọng nhất. Nếu thành công, Trung Nhạc sẽ khiến hồn phách thoát thai, linh với hồn sẽ hợp nhất với nhau. Nếu không thành, tu vi tinh thần lực của Trung Nhạc sẽ bị phế bỏ không còn một chút nào. Năng lượng trong mặt trời cuồn cuộn rót vào trong kim ô kia, lại thấy kim ô di chuyển, kim dịch bao phủ lấy thân thể kim ô, từ từ hóa thành một tôn thần nhân 3 chân, dang rộng đôi cánh, kim vũ toàn thân toát lên ánh sáng chói lòa. Hình thái thứ ba của đại nhật kim ô mang tới hỏa lực khủng bố hơn, làm cho thức hải lập tức sôi trào bốc cháy, mặt biển nhanh chóng tụt xuống. Kim dịch cuồn cuộn bay lên, không ngừng phóng tới phía hồn phách của hắn. Cùng lúc đó, tôn thần nhân 3 chân kia cũng di chuyển bước tới phía hồn phách của Trung Nhạc. Linh và hồn với sự bao bọc của kim dịch do tinh thần lực biến thành bắt đầu dung nhập với nhau. Trên không trung, đóa hỏa vân thứ 5 dần dần bao phủ cả tòa thức hải của hắn. Vào lúc này, thức hải của hắn dần khô cạn, tinh thần lực cũng sắp cạn sạch. Nội đan thần thú giữa không trung đang không ngừng phun tinh khí thần thú ra, lại bị liên tục luyện hóa thành tinh thần lực. Nhưng dù vậy, thân hình của Trung Nhạc vẫn nhanh chóng khô quắt lại. Tinh thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, mà thức hải cần bổ sung tinh thần lực, vì thế rút đi năng lượng trong cơ thể hắn, thiêu đốt máu của hắn. Nếu cứ như thế này, hắn sẽ chết khô. Tân Hỏa bay ra khỏi thức hải, quay sang nhìn Trung Nhạc, thấy Trung Nhạc vẫn còn đang quan tưởng. Thân thể của hắn bị tinh khí thần thú hóa thành thân long tướng. Lúc này thân thể đã khô quắt, long lân trên người héo rũ, những mảnh long lân bóc ra, cơ bắp tự hồ hoàn toàn biến mất, gầy trơ xương. Một lúc sau, Trung Nhạc đã gầy rộc đi, tiếng tim đập cũng càng lúc càng bé, khó có thể nghe rõ. Qua thật lâu sau, lớp da của hắn đã không còn vẻ sáng bóng nữa, khuôn mặt gầy gò, da dính vào xương, không thấy một chút thịt nào, thậm chí mạch máu dưới da dường như cũng ngừng chảy, tim cũng ngừng đập. Thời gian từ từ trôi đi, thân thể của hắn bắt đầu ngập trong tử khí. Nhạc tiểu tử, Tân Hỏa gọi thử nhưng không ai trả lời. Ngọn lửa nhỏ này không khỏi lo lắng, vội bay vào trong thức hải của Trung Nhạc, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hồn phách của Trung Nhạc vẫn còn đang dung nhập với đại nhật kim ô
vẫn chưa kết thúc. Tân hỏa vội bay ra, nhảy vào trong trái tim của Trung Nhạc, chỉ thấy trái tim của Trung Nhạc đang khô héo. Nguy rồi, nguy rồi, nếu không hòa hợp thành công thì sẽ không tỉnh lại được nữa đâu. Lại một lúc lâu sau, Tân hỏa đột nhiên thấy trái tim của Trung Nhạc dần giãn ra, sau đó đập nhẹ, rồi máu được bơm đi khắp nơi trên cơ thể. Tân hỏa thở phào một cái, vội bay ra khỏi buồng tim của Trung Nhạc. Tiếng máu chảy truyền tới từ bên dưới làn da Trung Nhạc càng lúc càng vang. Lúc đầu chỉ là tia nước nhỏ, không lâu liền thành dòng lớn. Không lâu sau, trong cơ thể Trung Nhạc dường như có sông lớn đổ xuống từ chân núi. Tiếng máu chảy ầm ầm bên trong mạch máu. Máu chảy tới đâu, làn da hắn bắt đầu căng lên. Chỗ cơ bắp bị rút đi năng lượng dần được bổ sung. Cơ bắp từ từ nổi lên, làn da cũng khôi phục vẻ sáng bóng. Thân thể hắn như mảnh đất khô khẳng đã lâu được năng lượng từ máu mang đến tưới ướt. Không lâu sau, toàn thân liền hồng hào, to lớn. Thành công rồi, Tân hỏa vui vẻ nói. Trung Nhạc chậm rãi mở mắt ra, khó nén được kích động. Rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng, hắn đã thoát thai, hợp nhất linh và hồn lại. Ở trong cơ thể hắn, tinh khí thần thú còn đang trào ra, hóa thành nguồn năng lượng cuồn cuộn lấp đầy thân thể, làm cho khí lực hắn dần lớn mạnh, trở về trạng thái khỏe mạnh. Lần này ngươi tu luyện là do ta suy đoán sai, quên mất tu vi tinh thần lực của ngươi, có thể nói là hiểm tử hoàn sinh. Tân hỏa áy náy nói. Cũng may ngươi liều mạng mới có thể trong 10 ngày ngắn ngủi mà thoát thai được. Hiện giờ ngươi tế linh hồn của mình ra để cho ta xem nào. Trung Nhạc lập tức khiến linh hồn xuất khiếu, đứng trước mặt Tân hỏa. Tân hỏa cúi đầu kinh ngạc đánh giá linh hồn nhỏ bé này. Hắn thất thanh nói. Đây là linh hồn của ngươi, là nguyên thần được luyện thành khi hòa hợp với đại nhật kim ô sao? Sao còn nhỏ hơn cả ta như vậy? Ngọn lửa nhỏ chỉ cao có một tấc, mà ngọn lửa nhỏ trước mặt Tân hỏa còn thấp hơn hắn hai cái đầu, cực kỳ nhỏ. Tinh thần lực của ta không nhiều, có thể sống được đã là tốt lắm rồi. Trung Nhạc cười nói. May mà luyện thành, sau này phải không ngừng tăng tinh thần lực lên, linh hồn cũng sẽ từ từ mạnh hơn. Mà ta còn cần tìm hiểu đồ đằng đại nhật kim ô, như vậy mới có thể phát huy được tác dụng của linh. Hồn phách của hắn cao không tới một tấc, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng hung mãnh. Đầu chim mình người, cánh chim, toàn thân hừng hực lửa cháy. Nếu không nhìn dáng vẻ nhỏ bé, chỉ luận khí tức của nó thôi, thì sẽ cho rằng mình đang đứng trước một con cự thú hoang dã và dữ tợn. Linh của đại nhật kim ô chất chứa đồ đằng tinh diệu, uy lực chí cương chí mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn có mà hiểu được thấu triệt. Thôi cứ trở về trước rồi tính. Trung Nhạc nhìn Tân Hỏa nói. Mà này Tân Hỏa, người có thể nói cho ta biết được không, người có chuẩn bị truyền tống đại trận để trở về không đấy? Sao, truyền tống đại trận để quay về ư? Tân Hỏa ngẩn ra, bỗng thất thanh la lên. Ôi chao, ta quên mất rồi. Hả, ta lừa ngươi mà. Người anh minh thần võ như ta đấy, sao có thể phạm cái sai lầm cấp thấp này được? Ta đã sớm chuẩn bị truyền tống đại trận rồi. Chúng ta mượn dùng năng lượng của mặt trời vận chuyển đại trận là có thể trở về mặt trăng. Sao, về mặt trăng ư? Trung Nhạc nghe vậy mà sợ hãi vội nói. Nếu bức tượng thần ở lòng mặt trăng mà bị người thôi động thì... Tân Hỏa tỉnh ngộ lúng túng nói. Ta lại không ngờ tới chuyện này. Nhưng vận may của chúng ta chắc không xui tới mức ấy đâu. Chúng ta rời khỏi mặt trăng đã nửa tháng rồi. Có khi hậu nhân của chủ nhân bức tượng thần kia đã sớm quên chuyện này rồi. Trung Nhạc cũng tự an ủi bản thân mình. Truyền tống đại trận nằm ngay trong thần điện. Tân Hỏa khởi động đại trận. Không lâu sau, năng lượng mặt trời ùa tới, làm cho nhiệt độ trong thần điện nhanh chóng được tăng lên. Trong lúc Trung Nhạc cho rằng mình sẽ bị nướng chết, một luồng sáng lóe lên vòng quanh người hắn rồi bắn ra khỏi thần điện hướng tới mặt trăng. Trung Nhạc quay đầu nhìn, chỉ thấy ngay khi hắn được truyền tống ra ngoài, tòa thần điện nguy nga lộng lẫy này lập tức từ từ tan rã, bị mặt trời cắn nuốt. Tân Hỏa, dùng 3 món trọng bảo thần minh để ta có thể tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ, ân tình này thật quá nặng. 3 tòa truyền tống đại trận, 3 món trọng bảo thần minh, đó là để giúp người thừa kế Tân Hỏa trở thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc không phải người thừa kế thuần huyết mà Tân Hỏa muốn tìm, nhưng Tân Hỏa lại sử dụng tòa đại trận này để giúp hắn, khiến lòng hắn nặng trịch.
lần truyền tống này mất khoảng thời gian chừng một nén nhang, Trung Nhạc lại một lần nữa xuất hiện trên Nguyệt Cung ở trên mặt trăng. Truyền tống trận ở núi lửa kia đã tiêu sạch năng lượng khi chúng ta sử dụng, hóa thành những cự thạch bình thường, chỉ có thể dùng để định vị chứ không thể dùng làm truyền tống trận được, chỉ có thể khiến chúng ta truyền tống tới đó thôi. Tân Hỏa nhanh chóng chạy tới truyền tống trận trước Nguyệt Cung nói: Hiện giờ chúng ta truyền tống qua đó, nhưng rất có khả năng bị người ta bắt được phương vị truyền tống, chỉ bằng lập tức phá luôn truyền tống trận này sau khi ngươi truyền tống xong. Còn chưa nói xong, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, càng lúc càng mạnh, dường như có một con quái vật lớn náu mình dưới lòng đất đang cố gắng chui ra ngoài. Tân Hỏa vội vã thắp sáng từng tấm bia đá, mặt đất vẫn rung chuyển vô cùng dữ dội. Trung Nhạc không khỏi khẩn trương, đây là có người đang thôi động đồ đằng của thần linh kia ở trung tâm mặt trăng công kích ra bên ngoài mặt trăng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đồ đằng thần linh kia đang không ngừng tiếp cận bề mặt của mặt trăng. Đi! Rốt cuộc Tân Hỏa cũng thắp sáng được tất cả các tấm bia đá. Lúc này ánh sáng chen nhau kéo tới, rót vào trong những mặt bia đá kia. Tất cả ánh sáng hội tụ lại trung tâm truyền tống đại trận, hóa thành một tấm gương do ánh trăng tạo nên. Trung Nhạc đứng ở trung tâm tấm gương cũng sắp biến mất. Lại đúng lúc này, mặt trăng rung chuyển vô cùng dữ dội. Ngay khi hắn được truyền tống đi từ mặt trăng, từ dưới Nguyệt Cung, mặt đất đột nhiên nứt toác ra, một cái móng vuốt xù xì để lông lá thỏ ra chộp ra bên ngoài. Móng vuốt này phải to mấy vạn trượng, có khi còn cao hơn cả ngọn núi cao nhất ở mặt trăng, bao phủ toàn bộ truyền tống đại trận. Bố trí mà Tân Hỏa để lại bắt đầu bùng nổ. Chỉ thấy truyền tống đại trận tạo nên từ cự thạch bắt đầu sụp xuống. Những tấm bia đá cao tới mấy trăm trượng bắt đầu tan rã, hóa thành bột mịn. Mà ở trung tâm truyền tống trận, thân hình của Trung Nhạc cũng đang mờ dần rồi biến mất. Gầm! Chủ nhân chiếc móng vuốt kia hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Bề ngoài mặt trăng bị chấn cho rung chuyển không thôi. Móng vuốt kia nắm chặt lại, đập nát truyền tống đại trận rồi rụt về bên trong mặt trăng. Mặt đất lại chấn động, vết nứt kia tự động bình phục lại, biến mất không còn chút dấu vết. Ngay sau đó, Trung Nhạc xuất hiện trong truyền tống trận ở trong lòng núi lửa thuộc Cô Hà Thành, lòng vẫn còn khiếp sợ. Vị thần linh đã đánh cắp nguyệt thạch ở trung tâm mặt trăng kia vẫn bị người thôi động. Nếu không phải hắn đi nhanh, sợ là đã chết ở đó. Trên mặt đất chắc là không ai thấy cảnh đó đâu. Có ai ngờ được rằng nội hạch của mặt trăng đã bị người đánh cắp đi rồi, bên trong chỉ còn lại linh của một vị thần. Trung Nhạc cố nén nỗi sợ hãi, suy nghĩ: từ hình dáng của móng vuốt kia không giống với nhân tộc, chẳng lẽ là thần của yêu tộc sao? Nếu yêu tộc có thần, sợ là đã sớm diệt trừ kiếm môn rồi. Hơn nữa tinh thần lực ta xuyên qua bề mặt mặt trăng, cảm ứng được khí tức vô cùng thần thánh. Như vậy Tân Hỏa đã đoán đúng rồi, thần linh này là tới từ thần tộc. Thần linh được giấu trong lòng mặt trăng nhất định là thuộc thần tộc. Mà một kích vừa rồi không phải là do linh của thần kia thức tỉnh, mà là bị người ta thôi động nên mới cho ta thời gian đào thoát được. Trung Nhạc thầm nghĩ, kẻ thôi động linh trong lòng mặt trăng đó ắt hẳn là người cúng bái nó rồi. Cũng tức là nói, trên tinh cầu này không chỉ có ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, mà còn có cả thần tộc. Tất cả các bố trí sắp đặt trong ngọn núi lửa đều đã nát vụn. Trung Nhạc phóng đi, chỉ thấy lòng núi lửa lạnh lẽo vô cùng. Phải nói là ngọn núi lửa này đã chết. Còn tất cả các bảo vật mà cường giả yêu tộc các đời bố trí ở đây cũng bị yêu tộc lấy đi. Trên các vách núi trong núi lửa còn những dấu vết chiến đấu vô cùng dữ dội. Hiển nhiên có người đã đánh nhau ở đây. Hơn nữa trận chiến ác liệt này diễn ra không lâu, bởi các dấu vết này còn rất mới. Chẳng lẽ bốn cao thủ kiếm môn quyết chiến với cường giả yêu tộc ở nơi đây sao? Không biết bọn họ ra sao rồi. Bọn họ có giết được Lưu Hoàng đào chủ và Cẩm Tú đào chủ hay không đấy? Có sống sót rời khỏi Cô Hồng Tử hay không đấy? Miệng núi lửa bị cường giả yêu tộc phong tỏa, Trung Nhạc đang suy nghĩ xem nên ra khỏi đây như thế nào, chợt nhìn thấy một lối đi trong vách đá, bèn đi vào. Không lâu sau, hắn xuất hiện bên ngoài Cô Hồng Tử, lòng đầy kinh ngạc. Không rõ là ai đã để lại thông đạo này. Hắn lại không biết rằng bốn cao thủ kiếm môn đã nhốt tất cả các cường giả yêu tộc trong núi lửa, suýt nữa thì khiến yêu tộc bị tiêu diệt. Bất đắc dĩ phải đả thông một lối chạy ra khỏi núi lửa. Quay về lãnh địa Ưng Chuẩn Lĩnh của ta trước vậy, ăn bài thỏa đáng rồi trở về kiếm môn.
Trung Nhạc nhanh chóng đi tới phía Ưng Chuẩn Lĩnh. Ở Tây Hoang, trong một tòa thần miếu trang nghiêm mà cao lớn, bỗng vang lên một tiếng thở dài. Để kẻ đó chạy thoát được rồi. Một giọng nói khác đầy khí phách cũng vang lên. Trước đây rất lâu, tổ tông của chúng ta đã phát hiện di tích thần viễn cổ và nguyệt cung trên mặt trăng cùng tòa lưu tinh đại trận này. Chẳng qua lão tổ tông không cách nào kích hoạt được tòa đại trận kia, không biết được công dụng của nó mà thôi. Không ngờ tới ngày nay trận pháp lại hai lần sống lại, mà người kích hoạt lại biết được bí mật của tộc ta. Lại một âm thanh nữa vang lên. Kẻ này không thể lưu lại. Vừa rời qua dao động của trận pháp, có ai cảm ứng được phương hướng hay không? Hình như là giữa Đại Hoang và Đông Hoang, địa giới giữa yêu tộc và nhân tộc. Một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Chính xác là ở nơi nào? Yêu tộc và nhân tộc đã có thần sứ xâm nhập rồi, cứ để thần sứ thăm dò đi, tra rõ xem rốt cuộc là ai rời khỏi mặt trăng, xem y biết được bao nhiêu về thần viễn cổ, rồi giết chết đi. Còn thứ trong lòng đất ở Đại Hoang nên thu hoạch chưa? Vẫn chưa tìm được món đồ kia. Muốn tìm được vật ấy, kiếm môn là trở ngại. Thần sứ đã leo vào được cao tầng của kiếm môn, chuẩn bị cướp lấy quyền ở kiếm môn. Nay tình hình rất tốt, chỉ một thời gian nữa thôi, kiếm môn sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Tại Ưng Chuẩn Lĩnh, Trung Nhạc là địa chủ của Ưng Chuẩn Lĩnh rộng 500 dặm. Tuy không lớn, nhưng số nhân tộc sinh sống ở đây cũng phải tới mấy vạn người, chưa làm mười mấy thị tộc. Trong khoảng thời gian 20 ngày Trung Nhạc không ở đây, những nhân tộc này đã sửa sang lại vách và nóc của miếu thờ bị Trung Nhạc và Chuẩn Kiêu làm hỏng. Trung Nhạc bước vào trong miếu thờ của Ưng Chuẩn Lĩnh thì thấy trước cửa có treo một tấm biển, dùng tấm Long Nhạc Phủ thay cho tấm Chuẩn Kiêu Phủ. Trung Nhạc bước vào Long Nhạc Phủ, năm người hầu là nhân tộc vội ra chào đón cười nói: Lão gia đã trở lại, lão gia vất vả rồi. Trung Nhạc nhìn thì thấy năm người này có một người là lão tẩu đã 50-60 tuổi, gầy trơ xương, mà bốn người còn lại là những thiếu nữ tươi đẹp, từ trong da thịt đều lộ ra linh tính. Bèn nghi ngờ hỏi: Bốn người này là? Lão tẩu kia bèn cười nói: Là dược liệu mà Chuẩn lão gia nuôi, nếu Long lão gia đói bụng thì có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào. Lão gia muốn ăn sống hay là ăn chín đây? Trung Nhạc không biết nói gì hơn, bèn nói: Ta đã nói rồi, lão gia không ăn mặn, lão gia là người ăn chay từ khi lọt lòng kia. Lão tẩu và bốn thiếu nữ kia đều khẽ thở phào. Lão tẩu lấy một cây san hô ra cười nói: Lão gia, sau khi chôn cất Chuẩn lão gia thì phát hiện ra món bảo vật này. Trung Nhạc nhận lấy hồng san hô rồi ngẩn ra. Hồng san hô này có hình dáng giống như một gốc cây nhỏ, có 18 trạc, rất là tinh xảo. Hắn bèn rót tinh thần lực vào bên trong để thăm dò, lòng lại kinh hãi, bởi trong gốc san hô này có cất chứa kiếm khí. Một gốc san hô thôi mà chứa tới 18 đạo kiếm khí. Nên biết rằng Trung Nhạc tu luyện tới nay cũng chỉ mới luyện ra được 2 đạo kiếm khí. Ồ, hồn binh này rất được. Nếu ngày ấy giao chiến với Chuẩn Kiêu mà để cho gã tế lên gốc san hô này trước ta, kẻ chết chính là ta rồi. Trung Nhạc thầm cảm thấy may mắn, hắn không có nhiều thủ đoạn phòng ngự. Ngày ấy thừa dịp Chuẩn Kiêu chưa chuẩn bị mà từ trên đánh xuống, dùng thế lơ đình kết hợp với thủ đoạn cận chiến mới giết được Chuẩn Kiêu. Nhưng nếu Chuẩn Kiêu mà tới gốc san hô này trước, với 18 đạo kiếm khí kia, Trung Nhạc sẽ bị giết chết. Trung Nhạc thu san hô lại thầm nghĩ: Thật là một món hồn binh tốt mà, giá trị xa xỉ, Chuẩn Kiêu chết cũng thật oan uổng. Lão tẩu kia lui ra, mặt mày hớn hở: Lão gia mệt rồi, lão gia có thể nghỉ ngơi, lão bộc lui ra đây để bốn nàng này hầu hạ lão gia. Bốn thiếu nữ nơm nớp lo sợ bước tới hỏi: Lão gia muốn nghỉ ngơi à? Lão gia muốn giao phối với ai? Cái gì? Giao phối với ai là cái gì cơ? Trung Nhạc đang nghịch cây san hô, nghe vậy thì buồn bực. Bốn thiếu nữ sắc mặt biến đổi, một cô khiếp đảm nói: Sao? Lão gia muốn giao phối với cả bốn người à? Trung Nhạc cảm thấy đau cả đầu. Ai bảo các ngươi là lão gia muốn giao bốn các ngươi đây? Cô thiếu nữ tên là Thu Nhi can đảm hơn, vội đáp: Là Khâu Bá nói vậy. Khâu Bá nghe người ta nói rằng
Long tộc vốn đa tính, thể lực lại mạnh, thích giao phối với các chủng tộc khác kia. Một lần muốn giao phối với rất nhiều người, bởi vậy mới tạo ra nhiều loại long. Ví dụ như chư bà long chính là do rồng và lợn sinh ra, còn có giao long là rắn với rồng sinh ra, còn có long mã, ngư long, ngưu long, kê bà long. Nếu lão gia không thích chúng nô tỳ, Khâu Bá còn bảo chúng nô tỳ tìm hiểu xem lão gia thích gì, liệu lão gia có thích bò cái hay ngựa cái gì không. Khoan, dừng lại. Trung Nhạc đen cả mặt lại, hắn không ngờ rằng mình giả danh là long tộc lại dẫn đến hiểu nhầm tai hại như vậy. Bò cái ngựa cái là cái gì đây, chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến cho hắn lạnh run toàn thân. Lão gia tu luyện đồng tử công, không tu luyện tới đại thành không thể gần nữ sắc được. Mà Thu Nhi, ngươi nói cái gì nhỉ? Bò cái cũng không được, sẽ làm ta phá công mất thôi. Đám thiếu nữ nghe vậy mới yên tâm thầm nghĩ, đi theo vị long lão gia này cũng không tệ, không ăn thịt người, còn không hủy hoại các cô nương, ngay cả bỏ cái cũng buông tha, tốt hơn các vị lão yêu tộc khác nhiều. Hey, hồng san hô này quả thật là một món hồn binh không tệ. Trong miếu thờ ưng chuẩn lĩnh, Trung Nhạc đã ở đây được mấy ngày, hắn tỉ mỉ tế luyện gốc san hô cao mấy thước này, lòng không khỏi tán thưởng. Tuy gốc san hô này có uy lực thua kém Liêu Nhận, nhưng hơn về số lượng kiếm khí, chỉ cần thôi động là sẽ có 18 đạo kiếm khí bắn ra, bay múa như những cành liễu vô cùng sắc bén. Qua nhiều ngày tế luyện, Trung Nhạc đã tìm tòi tìm hiểu kỹ về gốc san hô này được 7-8 phần, có thể tế luyện như ý. Hắn tế san hô lên, 18 đạo kiếm khí vụt ra, bay lượn trên không trung như những con rắn bạc vậy. Kiếm khí xoẹt qua nhau, không hề gây ra va chạm gì. Trung Nhạc búng ngón tay, long tướng kiếm khí bay ra, hoành không, va chạm với 18 đạo kiếm khí của cây san hô. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, 18 đạo kiếm khí bị long tướng kiếm khí cắt nát. Chất lượng của kiếm khí trong san hô không cao, kém long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí mà ta đã tu luyện, nhưng hơn về số lượng. Những kiếm khí này chắc là do chuẩn kiêu tự luyện ra rồi. Thu! Trung Nhạc thôi động san hô, những mảnh kiếm khí vỡ trong không trung bay tới, chui vào trong cây san hô. Tân Hỏa ngồi trên bờ vai của Trung Nhạc bình luận nói, đối phó với luyện khí sĩ bình thường như vậy là được rồi, đối phó với cao thủ thì lúc chết rồi cũng không quá khó coi. Trung Nhạc gật đầu đồng ý, nếu có thể luyện long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí vào trong gốc san hô này thì uy lực của nó sẽ tăng lên một bậc. Hắn vừa trở thành luyện khí sĩ nên hoàn toàn không hiểu gì về việc luyện chế hồn binh, đành phải từ bỏ. Nay bản lĩnh của ta vẫn còn quá kém, không có thủ đoạn phòng ngự. Cho dù là long tướng kiếm khí hay bôn lôi kiếm khí hoặc là lưu nhẫn, san hô thì đều dùng để tấn công, chứ không thể phòng thủ. Nếu gặp phải cao thủ chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Trung Nhạc nhíu mày, tính ra thì hắn chỉ được coi là một nửa luyện khí sĩ, pháp môn tu hành quá ít, thủ đoạn bảo vệ cũng chẳng có là bao. Vì tu luyện hỏa kỳ cung tội hàng quan từng đồ mà tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, làm cho tu hành thiếu sót rất lớn. Nếu đối mặt với loại hồn binh công kích như cây san hô này mà hắn không trốn đi thì chỉ có bị giết, chứ chẳng có cách nào ứng phó được cả. Việc tu luyện của hắn không theo hệ thống nên cũng rất nhiều điểm tai hại. Nếu giao đấu với luyện khí sĩ bình thường thì còn được, chứ gặp phải cao thủ là bó tay chịu chết. Không chỉ như vậy, hắn còn không biết cách luyện chế đồ đằng trụ và hồn binh, đây cũng là thiếu sót rất lớn. Ngoài ra, hắn còn chưa tu luyện qua các loại pháp môn phi hành, với việc phải biến thành long tướng, ngự lôi phi hành tiêu hao tu vi rất lớn. Thủ đoạn của ta quá ít, về kiếm môn lần này nhất định phải tu luyện thêm vài loại tuyệt học chân truyền mới được. Không lâu sau, đám luyện khí sĩ yêu tộc là Hồ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ tới chơi. Bọn chúng cười nói, Long Nhạc lão đệ, bọn ta còn tưởng rằng người đã chết trong trận đại loạn kia rồi, không ngờ người vẫn còn sống. Nhiều ngày nay có luyện khí sĩ dòm ngó lãnh địa của ngươi, may mà có bọn ta khuyên can nên mới thôi đấy. Trung Nhạc cười cảm ơn, ta nhận được tin tức từ gia tộc muốn ta về Ngộ Linh tu thành luyện khí sĩ nên không kịp tới xem trận chiến trong núi lửa. Xuân Nhi, Hạ Nhi, các ngươi hãy chuẩn bị chút đồ chay để ta với các vị sư huynh uống vài chén nào. Đám người Hồ Văn Sinh lập tức nghẹt mặt ra rồi vội vàng nói,
Không cần chuẩn bị đâu, bọn ta đã ăn uống no nê trước khi tới đây rồi. Long Nhạc lão đệ, giờ là luyện khí sĩ rồi sao? Trung Nhạc gật đầu. Mấy tên luyện khí sĩ này không tỏ ra bất ngờ, bởi Trung Nhạc xuất thân từ Long tộc, mà Long tộc có bề dày còn sâu xa hơn cả Yêu tộc. Muốn làm cho một vị đệ tử trở thành luyện khí sĩ không phải chuyện dễ dàng hay sao? Long Nhạc lão đệ đi trước một bước kể cũng may, những cường giả không đi đều chịu thiệt thòi cả. Bạch Tú Sĩ thở dài kể qua về chuyện xảy ra ở trong ngọn núi lửa. Đám người Cô Hồng Tử tổn hại hơn 10 vị cường giả chạy ra khỏi núi lửa, rồi qua lại Cô Hà Thành quyết đấu với 4 cao thủ kiếm môn ở bên ngoài thành, đánh cho trời đất mịt mù nghiêng ngả, lại bị cao thủ kiếm môn giết đi vài vị cường giả, ai nấy đều bị thương thảm trọng. Thấy không giết được 4 người này, Cô Hồng Tử lập tức thôi động bức tường thần thú trên Cô Hà Thành. Đám người Phương Kiếm Các không địch lại được, bèn lập tức rút lui. Cô Hồng Tử xuất lĩnh luyện khí sĩ của Yêu tộc xông vào Đại Nguyên Hoang Địa, đuổi giết 4 cao thủ kiếm môn, tới nay vẫn chưa về, không biết tình hình như thế nào. Nói chuyện phía một lát, Trung Nhạc tiễn đám người Hồ Văn Sinh, hắn chắp tay nói: "Các vị sư huynh, mấy ngày tới ta phải về nhà một chuyến, tu luyện thêm mấy pháp môn lợi hại. Lúc ta không có ở đây, mong các vị sư huynh quan tâm tới lãnh địa của ta nhiều hơn." Đám luyện khí sĩ kia vội vàng đáp lễ cười nói: "Long Nhạc lão đệ cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, kẻ nào có kẻ nào dám tới cướp lãnh địa của ngươi, chính là đối địch với bọn ta rồi." Trung Nhạc cũng cảm thấy yên tâm. Bốn nha đầu Xuân Nhi bận rộn đi tới đi lui, giao trồng linh dược xung quanh miếu thờ, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm gì, vô ưu vô lự. "Dẫu sao ta cũng không thể ở đây lâu dài được, sớm muộn gì cũng phải quay về kiếm môn. Nếu ta không ở, yêu tộc khác xâm phạm, e rằng nhân tộc trong lãnh địa này sẽ bị ăn thịt hết mất thôi." Thấy cảnh ấy, Trung Nhạc thầm nghĩ: "Nếu ta có thể để lại đồ đằng của ta ở đây, yêu tộc khác xâm phạm, ta có thể để đám hạ nhi kích phát đồ đằng, tổn thất sẽ không quá nặng nề. Ta phải mau chóng quay về kiếm môn để học cách luyện chế đồ đằng chú và hồn binh, nếu không thì sẽ không bảo vệ được bọn họ." Pháp môn quan tưởng mà hắn tu luyện không có nhiều, hơn nữa đều không truyền cho bên ngoài. Nếu truyền thụ cho đám người Thu Nhi pháp môn như Quan Tưởng Xuất Khiếu Pháp hay Bôn Lôi Kiếm Quyết của kiếm môn, thì yêu tộc tất sẽ phát hiện đó là công pháp của kiếm môn, lai lịch của hắn sẽ bị lộ. Lần này trở về kiếm môn, mục đích chính của hắn là bổ sung những thiếu sót của bản thân, tu luyện thêm nhiều pháp môn, học cách chế tạo hồn binh và đồ đằng trụ. "Đồng Nhi, Xuân Nhi, ta phải ra ngoài một thời gian. Nếu có luyện khí sĩ của yêu tộc tới ăn các ngươi, hãy cầu cứu đám Hồ lão gia, Bạch lão gia, bọn họ sẽ nể mặt ta mà bảo vệ các ngươi." Trung Nhạc dặn dò bốn thiếu nữ mấy câu rồi lập tức lên đường quay trở về đại hoang. Hai tiếng rồng ngâm vang lên, hai con dao long dài tới 30 trượng tự động hình thành dưới chân của hắn, cùng lao vụt đi tốc độ nhanh hơn tuấn mã cả chục lần. Nếu là trước đây, khi phải đi quãng đường xa như vậy, hắn sẽ không dùng cách này để đi, mà nay tinh thần lực của hắn đã khác biệt hoàn toàn so với trước. Lúc trước tinh thần lực của hắn là nước, mà nay tinh thần lực trong thức hải của hắn là kim dịch. Loại tinh thần lực cô đọng cao độ này đủ để chống đỡ sự tiêu hao kia. Không chỉ như vậy, theo sự tiêu hao về tinh thần lực, linh hồn hắn quan tưởng tuệ hoàng sinh ra tinh thần lực cũng là kim dịch, nên tinh thần lực cũng được nâng cao về mặt chất. Đây là ưu điểm của việc hắn ngộ ra linh, tu thành luyện khí sĩ, hoàn thành thoát thai. Chỉ riêng về mặt tinh thần lực, hắn đã hơn vô số luyện khí sĩ khác rồi. Chẳng qua tinh thần lực có tăng về mặt chất, lại không tăng về mặt lượng. Chẳng những không tăng mà còn co lại đi rất nhiều. Nay kim dịch trong thức hải của hắn chỉ có chừng 100 mẫu, dập dành bồng bềnh. Từ một thức hải rộng cả mấy ngàn mẫu, nay chỉ còn từng đó. Tuy thức hải nhỏ đi, nhưng tinh thần lực của hắn lại mạnh tới đáng sợ. Tuy chưa có được chân truyền giao long đồ đằng, nhưng giao long mà hắn quan tưởng ra có uy lực còn mạnh hơn cả chân truyền, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. "Với tốc độ này chắc chỉ mất 4-5 ngày là ta có thể vượt qua Đại Nguyên Hoang Địa rồi." Trung Nhạc thầm nghĩ. Đám người Cô Hồng Tử đang đuổi giết 4 cao thủ kiếm môn, trên hoang nguyên này tất sẽ có rất nhiều luyện khí sĩ của yêu tộc. Ta tốt nhất là đừng biến về hình người vội, chờ khi tới đại hoang rồi khôi phục tướng mạo sẵn có cũng chưa muộn. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy không ít dấu vết chiến đấu, hẳn là do đám luyện khí sĩ yêu tộc
truy kích tứ đại cao thủ kiếm môn mà để lại. Cũng gặp không ít luyện khí sĩ yêu tộc tìm kiếm khắp nơi, từ xa nhìn thấy hắn, nhận ra hắn thuộc Long tộc nên không có chạy tới hỏi han gì. 3 ngày sau, Trung Nhạc chân đạp song long xuyên qua một khu rừng rậm trong bình nguyên. 3 ngày này hắn chạy được hơn 10,000 dặm, càng lúc lại càng gần đại hoang. 1 ngày nữa thôi là có thể bước vào đại hoang được rồi. Trung Nhạc thả lỏng tâm tình, tốc độ tăng nhanh hơn. Đột nhiên lòng hắn như dâng lên hồi chuông báo động. Hắn vội dừng lại, xoẹt một tiếng, song long dưới chân hắn vỡ tung, dường như bị thứ gì đó chặt làm đôi vậy. Sau đó một tiếng đàn tính tang vang lên, Trung Nhạc tóc gáy dựng thẳng, vội lộn vòng ra đằng sau. Lùi được hơn 10 trượng thì có một đạo kiếm khí rất nhỏ như một sợi dây đàn vụt qua lồng ngực của hắn. Trung Nhạc hạ xuống đất đứng vững. Lúc này rừng cây phía sau hắn đã đổ rạp từng mảng, cả một góc rừng cây rộng mấy trăm mẫu đã bị đạo kiếm khí kia đốn sạch. Quân tư tả sao? Trung Nhạc cả kinh, lập tức nhận ra chủ nhân của đạo huyền kiếm khí này. Hắn từng thấy cảnh nữ tử quân tư tà này ra tay dùng đàn làm kiếm, sắc bén vô cùng. Dù bị hai nữ đệ tử của hãm không thành chủ vây công cũng không hề nao núng. Trung Nhạc nhìn theo phương hướng huyền kiếm khí bắn tới, liền thấy một nữ tử lục y ngồi dưới một tảng cây, mình đầy thương tích, toàn thân là máu, cùng một cây đàn cổ đặt ở trên đùi. Nàng hơi thở mỏng manh, thấy Trung Nhạc thoát được đạo kiếm khí này thì khuôn mặt tỏ ra quyết tuyệt, cố gắng động một sợi dây đàn định tự sát. Lại đúng lúc này, một đạo hắc quang bắn ra từ trong rừng, xuyên qua xương bả vai của nàng, găm nàng vào tàng cây. Quân tư tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn, cuối cùng cũng bị ta bắt được. Tiếng cười to vang lên từ trong rừng cây, Trung Nhạc quay sang nhìn thì thấy hai tên luyện khí sĩ yêu tộc với vẻ mặt đầy tự mãn đi ra. Hai tên luyện khí sĩ này thấy Trung Nhạc thì sắc mặt đều biến đổi, nhưng khi thấy hình dáng của hắn nên đều thở phào nhẹ nhõm, rồi bước thẳng tới phía quân tư tà. Quân tư tà gắng giãy giụa, nhưng do thương thế quá nặng lại bị đạo ô quang kia găm thẳng vào cây nên chẳng thể giãy ra được. Ô quang kia chính là một cái tam tiên xoa tử dài chừng 2 thước, hẳn là một cây hồn binh. Mặt xoa tử đen thui, trên có bôi kịch độc, dường như có hắc khí xâm nhập vào cổ của nàng ta. Trung Nhạc chớp mắt rồi đột ngột cất bước đi tới phía quân tư tà, cười nói: luyện khí sĩ nhân tộc có giá trị rất cao, nhất là nữ luyện khí sĩ này giá lại càng cao, huống hồ lại còn là quân tư tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn. Hai sư huynh, ta vốn sắp bắt được ả ta, hai người lại chặn ngang là như thế nào? Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia có diện mạo như xà lang, một kẻ thân người tay sói, tay cầm tiểu cương xoa, kẻ kia đầu sói thân người cầm lăng nha bổng trong tay. Nghe vậy, mắt tỏa hung quang, quay sang nhìn Trung Nhạc. Tên luyện khí sĩ tay sói mình người liếm môi cười lạnh: Long tộc sao? Nghe nói có một tiểu tử Long tộc mới tới Cô Hà Thành, tên là Long Nhạc, vẫn chưa phải luyện khí sĩ, ngươi chắc là tiểu tử đó sao? Ồ, thanh đao trên lưng ngươi là luyện từ thần nha sao? Tên luyện khí sĩ đầu sói dừng tầm mắt trên liêu nhận dài 1,7 trượng trên lưng Trung Nhạc, đôi mắt tỏa sáng, cười khà khà nói: xem ra ông trời đối đãi với anh em ta không tệ, được ngay 2 món bảo bối rồi. Tiểu tử Long tộc, coi như ngươi gặp xui đi, mau giao thần nha ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.